Hôm nay chúng ta có một học viên mới đến với chúng ta, thì nó rất là xa, từ Florida. Chị và con trai đến để sinh hoạt với chúng ta trong Thánh Kinh mùa hè. Đây là người em họ của tôi, bên ngoại. Ba của Diễm và mẹ của tôi là chị em cô cậu. Cho nên cảm ơn Chúa. Vì trước đó thì bên ngoại của tôi không có ai biết Chúa. Thì chỉ có bên bà ngoại của tôi thì có người tin Chúa. Sau một thời gian cầu nguyện, xin Chúa Ngài ban phước, Ngài làm việc, thì cuối cùng Chúa Ngài có ban ơn và Chúa Ngài làm việc. Họ đổ bắt đầu có người tin Chúa. Bây giờ thì mẹ của Diễm tin Chúa trước, rồi bây giờ mới đây ba của Diễm cũng đã tin Chúa. Và cảm ơn Chúa, hôm nay thì Diễm đến đây và cũng là một cái phước hạnh là chúng tôi được biết tin là vừa mới tốt nghiệp xong chương trình trường Kinh Thánh và sẽ học việc Chúa. Nên nhân cơ hội Thánh Kinh mùa hè này về đây và cũng muốn nhờ chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa Ngài ban phước sức giàu để được Chúa Ngài sử dụng một chức vụ thật là hiệu quả cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được ở trong Chúa, ở trong ơn lành của Ngài, ở phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho ở trong ơn của Chúa. Nên anh chị em chúng ta hoan nghênh và chào mừng cô Diễm đến từ Florida. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thứ ba, hồ sơ thứ ba của chúng ta, đó là sự phục hồi được hứa ban. Chúng ta đã xem cùng quan sát với nhau bài số 1, đó là cái đấng toàn năng, đấng vĩ đại để dựng nên trời đất vũ trụ đã bắt đầu một mối liên hệ với loài người chúng ta khi Ngài dựng nên con người của chúng ta. Và Ngài chuẩn bị cho con người chúng ta một cái môi trường thật là phước hạnh. Và Adam, Eva đã được Chúa Ngài dựng nên và đặt vào trong một môi trường phước hạnh để có một mối liên hệ tốt đẹp với Chúa, trọn vẹn với Chúa và với nhau. Nhưng hôm qua trong bài thứ nhì chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ này bị gãy đổ, bởi vì Adam và Eva đã nghe một cái ý khác được giới thiệu vào ở trong thế gian này. Ban đầu chỉ có ý tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà rồi có một cái tạo vật khác đã từng được Chúa Ngài dựng nên và là thiên sứ trưởng tại thiên đàng lo về vấn đề thời phượng. Thì nó sanh ra kiêu ngạo và có một cái ý tưởng băng hoại đã xảy ra ở trong đầu của hắn. Cho nên nó muốn đem mình lên ngang bằng với Đức Chúa Trời và muốn nhận sự thờ phượng của hội chúng hơn là hướng dẫn hội chúng thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Khi ra khỏi thiên đàng thì đã kéo theo 1/3 các thiên sứ sa ngã, hình ảnh của các vì sao ở trên trời. Và cái nơi duy nhất được sai đến hay là cho phép đến, đó là quả địa cầu của chúng ta. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng khi Chúa Ngài dựng nên Adam và Eva, và chúng ta cũng tìm hiểu, đó là Chúa Ngài có ý định. Đây là tạo vật mà được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, theo ảnh tượng của Ngài, để có một mối liên hệ tốt đẹp với Chúa, để Chúa yêu thương loài người chúng ta và loài người chúng ta có thể đáp lại với tình yêu của Ngài khi chúng ta yêu thương Chúa. Nhưng mà Satan đã sử dụng một con rắn để đến và cám dỗ Eva. Thì chúng ta thấy rằng nó đến, và tối hôm qua chúng ta nhớ là nó gieo ba điều gì vào ở trong Eva và Adam, anh chị em còn nhớ không? Cái đó là sự cám dỗ. Nhưng mà ba điều nó gieo vào ở trong Eva khi nó, thứ nhất là nó thổi phồng lên. Chúa Ngài cho họ ăn hết tất cả các trái cây ở trong vườn, chỉ trừ ra trái của cây ở giữa vườn mà thôi. Còn khi nó đến thì nó làm lộn ngược lại. Nó đặt cái câu hỏi với Eva là có phải Đức Chúa Trời cấm họ không ăn tất cả các thứ trái cây trong vườn không? Chúng ta thấy đến và bắt đầu
xuyên tạc cũng như là bóp méo lời của Đức Chúa Trời. Rồi thứ nhì nó làm gì anh chị em còn nhớ không? Nó gieo vào trong ý tưởng của Eva, đó là Đức Chúa Trời Ngài không nói thật, Ngài nói dối. Đó là họ ăn không bao giờ chết. Họ ăn cái trái cây đó vô thì là lại được một cái kết quả, đó là mắt của họ sẽ mở ra, họ sẽ khôn ngoan như Đức Chúa Trời, nên giống như Đức Chúa Trời. Và sự thật thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã dựng nên với ý định của Ngài khi Ngài dựng nên loài người chúng ta giống như Đức Chúa Trời theo ảnh tượng của Ngài. Thì nó đến và nó bóp méo vấn đề, chúng ta thấy gieo một cái sự nghi ngờ vào trong tấm lòng của Eva và Adam. Việc thứ ba là gì anh chị em còn nhớ không? Dạ. Gieo vào trong cái ý tưởng đó là Chúa Ngài sợ các người trở nên giống như Ngài, cho nên Ngài không cho ăn cái trái đó. Khi mà ăn rồi thì các ngươi sẽ ngang bằng với Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy cái ý tưởng bằng ngoại đó nó đã được gieo vào. Rồi Eva thì chúng ta thấy rằng bà bị cám dỗ trong ba mặt. Chúng ta còn nhớ điều gì? Bà nhìn thấy trái thôi như thế nào? Đẹp mắt. Thấy quý vì mở trí khôn. Rồi gì nữa? Dạ. Yeah. Coi bộ ăn ngon. Ok. Sự mê thâm của mắt. Sự mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời. Thì chúng ta thấy nó là cái mưu trước mà Satan sử dụng và nó luôn có kết quả. Bởi vì con người của chúng ta, trừ trường hợp chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta cái kinh nghiệm được gặp Chúa, được sự cứu rỗi, thì chúng ta mới an ninh ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới biết được rằng tất cả những gì Chúa cho chúng ta là tốt nhất rồi. Và bởi vì Ngài cho chúng ta thì Ngài cho cái điều tốt nhất của Ngài. Chúa không có để dành một cái điều gì hay là ngăn trở chúng ta hưởng một cái gì trọn vẹn từ nơi Chúa. Và Ngài cho tất cả. Nên khi chúng ta thấy con người của chúng ta mà không có an ninh ở trong cái mối liên hệ của mình với Chúa và kinh nghiệm tình yêu của Ngài đó, thì chúng ta rất là dễ bị ma quỷ nó cám dỗ. Thì chúng ta cứ nghi ngờ, chắc là Chúa còn giấu mình cái gì đây? Những gì mà mình đang kinh nghiệm thì chắc là Chúa Ngài chỉ giới hạn cho mình thôi, chứ còn nhiều điều khác nữa có thể Chúa Ngài còn giấu mình. Đó là những cái cạm bẫy rất là nguy hiểm mà chúng ta cần để ý đến trong đời sống của chúng ta. Và cái kết quả chúng ta thấy rằng mối liên hệ của họ với Chúa bị gãy đổ, bởi vì họ đã không vâng lời Chúa. Khi hái trái thì chúng ta thấy hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Bây giờ hai ông bà trước đây lõa lồ mà không thấy xấu hổ bởi vì sự vinh hiển của Chúa bao trùm họ. Bây giờ họ hụt mất sự vinh hiển đó, nhìn nhau họ thấy hổ thẹn, chạy đi kiếm lá giả để kết khố, để che thân. Rồi chúng ta thấy khi nghe tiếng Chúa đi ngang qua vườn thì đã chạy trốn để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Và chúng ta thấy con người bắt đầu đi vào trong cái chỗ xa cách Chúa và tâm linh bị chết mất. Tối hôm nay chúng ta tiếp nối với lời hứa của Chúa ở trong câu số 15 của Sáng Thế Ký chương 3 câu số 15. Đó là ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng người nữ nghịch thù nhau. Rồi ngươi sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đó là sứ điệp tin lành đầu tiên được giới thiệu cho loài người của chúng ta. Sau khi loài người sa ngã, tức khắc Đức Chúa Trời báo cho biết rằng có một cái kế hoạch, có một cái chương trình là Chúa Ngài sẽ phục hồi lại cho họ. Và lời hứa đó đã được Chúa Ngài hứa ban và sẽ làm ứng nghiệm ở trong ơn của Chúa. Đại ý của bài học hôm nay là Đức Chúa Trời sai phái con của Ngài là Chúa Giê-xu để làm cứu Chúa của nhân loại. Và kinh văn của chúng ta nằm ở trong Ê-sai chương 7 câu số 14, một lời tiên tri rất xa, rất đặc biệt, nói một cách rất là chính xác về việc Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này. Và Ma-thi-ơ chương 1 từ câu 18 cho đến câu số 24, cũng như Luca chương 2 câu 22 đến 38, để chúng ta thấy sự phục hồi được Chúa Ngài hứa ban và sẽ được thực hiện. Bây giờ chúng ta ôn lại câu gốc của Thánh Kinh mùa hè của chúng ta trong Côlôse chương 1 câu 15 đến 16. Một lần nữa chúng ta đọc 3 lần để chúng ta học nhớ. Và ngày mai thì chúng ta sẽ trả câu gốc. Nó hơi dài nhưng mà chúng ta đã qua ngày thứ 2, thứ 3, hôm nay thứ 4 rồi. Thứ 5 thì chúng ta sẽ trả câu gốc nha.
Tôi không biết là có phần thưởng của Thánh Kinh mùa hè cho chúng ta hay không, nhưng mà cứ học đi Chúa ngài. Thứ nhất là Chúa thưởng mình, mà nếu mà Thánh Kinh mùa hè thưởng chúng ta thì cái đó là phụ trội thêm, nhưng mà tốt nhất là chúng ta học thuộc lời của Chúa. Và hai câu Kinh Thánh này thật là tuyệt vời, giúp đỡ cho chúng ta, nhất là ở trong giai đoạn chúng ta đang sống ngày hôm nay, những tà giáo nó len lỏi vào ở trong những cái hội thánh, những con người họ bắt đầu họ đánh dấu hỏi về địa vị của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay ở tại Việt Nam họ giảng Đức Chúa Trời Mẹ, Đức Chúa Trời trước đến giờ Chúa Giêsu dạy đến khi các ngươi cầu nguyện thì hãy cầu nguyện lại Cha chúng tôi trên trời. Như giờ họ có một cái đạo đẻ ra gọi là Đức Chúa Trời Mẹ, thì chúng ta thấy nó đã vô lý rồi. Rồi có một cái niềm tin bây giờ nó đang len lỏi vào nhiều nhà thờ và nhiều nhóm cơ đốc nhân tại Việt Nam, bắt đầu sa ngã và tin là Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Và hai bài qua chúng ta xây dựng đi lại, chúng ta thấy rằng Ngài nếu không phải là Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy các câu Kinh Thánh mà chúng ta học chứng minh cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rồi ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Và hay câu Kinh Thánh này, câu gốc của chúng ta cũng cho chúng ta thấy điều đó. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và đây Colossae chương 1 câu 15-16 cho chúng ta thấy một cách rộng rãi hơn, diễn ý một cách rõ ràng hơn. Đức Chúa Trời đó khi Ngài đến ở trên thế gian này thì Đức Chúa Giêsu được bày tỏ về công việc mà Ngài đã làm. Đó là Ngài dựng nên muôn vật, trong đó có loài người chúng ta. Muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Nên chúng ta cùng đọc với nhau một lần nữa, đọc ba lần câu Kinh Thánh này, hai câu Kinh Thánh này để nhắc nhở chúng ta. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Một lần nữa, lần thứ nhì. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc bởi cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Lần thứ ba, lần này nhìn nửa mắt thôi, đừng nhìn xuống giấy hoàn toàn, để xem cô mình nhớ được chưa. Ok, nhớ được 50% là bắt đầu xây dựng từ đó lên ha, anh chị em. Ok, bây giờ liếc xuống một chút thôi. 1, 2, 3. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận vật trên trời, dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Nên cả là dựng tất cả, phải không? Tất cả. Và lời của Chúa xác nhận với chúng ta là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Thì cùng một đấng đó được mô tả cho chúng ta tại đây. Nên Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đấng đã dựng nên muôn vật đã dựng nên bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên tất cả. Cảm ơn Chúa. Và câu gốc phụ trội cho bài học của chúng ta buổi tối hôm nay, chúng ta đã nghe qua rồi và chúng ta nhắc lại, đó là Giăng chương 1 câu 14 phần A. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài vốn là Đức Chúa Trời vô hình, nhưng mà ngôi lời đã trở nên xác thịt khi Ngài mặc lấy thân thể con người giống như chúng ta, sống ở giữa chúng ta, ở giữa chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho ghi khắc những điều này ở trong tấm lòng của chúng ta. Tôi nhớ khi tôi đi học trường Kinh Thánh thì giáo sư dạy về môn
Kinh Thánh lược khảo. Rồi ông cũng là người dạy cái môn về giảng dạy, tuyên đạo Pháp. Thì tôi nhớ một lần ông nói rằng các bạn phải học nghiên cứu lời của Chúa một cách vững vàng, rất là quan trọng cho chính mình, và biết đâu chừng một mai Chúa sẽ dùng bạn để giải cứu hội thánh. Vì ông đã nói trước điều mà Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta là trong thời kỳ cứu rốt sẽ có những giáo sư giả, những tiên tri giả, nó sẽ nổi lên và nó bắt đầu nó dạy người ta đi lệch với những điều Kinh Thánh dạy. Thì một trong dấu hiệu mà tôi nhắc với anh chị em đó là cái niềm tin của cái nhóm tân phái đó bắt đầu nó len lỏi vào trong hội thánh. Cái việc đầu tiên của nó là Kinh Thánh không phải là lời Đức Chúa Trời, mà trong Kinh Thánh có lời của Đức Chúa Trời. Nghe thì chúng ta thấy không phải là chuyện lớn, nhưng mà nó rất là lớn. Khoảng chừng 15 năm về trước, có một chị em liên lạc với trường Kinh Thánh của Việt Nam ở tại California, mua một số sách. Và khi chị mua một cuốn sách, một trong những cuốn sách chị đọc lên, chị bối rối quá, chị gọi điện thoại cho tôi, chị nói: mù sư ơi, và trước đến giờ tôi nghe lời của Chúa được giảng dạy, được một sự giảng dạy, và sao bây giờ sách giáo khoa này của trường thần học Việt Nam lại nói sao nó kỳ như thế này, là trong Kinh Thánh có lời Đức Chúa Trời chứ không phải Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Thì tôi nói rằng chị nên bỏ cái cuốn sách đó. Vậy đó là một trong những cái cửa đầu tiên mà ma quỷ muốn đi vào trong đời sống của chúng ta để phá hoại niềm tin của chúng ta. Ngày hôm nay người ta không tin như lời của Chúa đã tuyên bố với chúng ta, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, không phải chỉ một vài câu, hai ba câu. Cái lý luận của họ đó là trong Kinh Thánh có lời Đức Chúa Trời vì trong đó có những lời Sa-tăng nói. Thì Sa-tăng cám dỗ Chúa Giê-xu thì cái đó không thể gọi là lời Đức Chúa Trời được, mà lời của Sa-tăng. Nhưng mà họ quên rằng Chúa Thánh Linh đã soi sáng để các trước giả ghi lại cho chúng ta, để trở nên lời của Chúa, để dạy chúng ta cái mưu trước của ma quỷ, để chúng ta có thể thắng nó được, vì chúng ta biết cái cách nó đến, nó cám dỗ Chúa Giê-xu. Cho nên cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời được sắm sẵn để làm mọi việc lành. Nên chúng ta thấy đây là một trong những cái lý do mà chúng ta phải nghiên cứu và nắm vững lời của Chúa. Với đôi chừng Chúa Ngài dùng chúng ta để cứu hội thánh của Chúa trong giai đoạn mà cái niềm tin bắt đầu bị băng hoại, niềm tin bắt đầu gặp chao đảo, bởi vì người ta không thể giải thích được là cái lối sống của họ mâu thuẫn với một số nơi của Kinh Thánh. Thì bây giờ họ phải chế ra một cái tín lý để họ tự do để quyết định câu nào là lời của Chúa và câu nào không phải là lời của Chúa, câu nào là hợp thời và câu nào nó đã lỗi thời. Để họ dễ dàng mà bào chữa cho cái lối sống của họ. Và đó là cái chỗ rất là nguy hiểm. Lời của Chúa đáng lý ra phải là cái thước, một cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Và nếu chúng ta đo với lời của Chúa mà thấy hụt, và chúng ta để lời của Chúa cần chúng ta thấy thiếu, thì chúng ta phải ăn năn, phải thay đổi. Chứ chúng ta không thể thay đổi lời của Chúa được. Amen anh chị em. Giống như bây giờ mình muốn trung thực là mình coi mình cân nặng bao nhiêu. Sáng mình nhảy lên cái cân, mình đứng lên mình coi cái mình thấy nó nhiều hơn cái mình thích. Ở dưới nó có cái nút đó, mình sửa xuống cho nó giảm bớt chừng 5-7 pound gì đó, để mình đứng lên nó giống như cái con số mình thích. Anh chị em nghĩ như vậy được không? Dạ, nó có thể là làm cho lòng của chúng ta lúc đó là it's ok, mình cũng vẫn cân nặng như vậy. Nhưng mà nếu cái cân nặng của chúng ta mà chúng ta giấu ấy, mình gặp bác sĩ cho uống thuốc, người ta cũng biết đúng chính xác cái cân của chúng ta cân nặng bao nhiêu, thì họ mới cho cái liều lượng thuốc nó chính xác được. Rồi cái tuổi của chúng ta cũng vậy, nó rất là quan trọng, nên chúng ta cần phải thấy cái điều đó. Tuổi ở trong giấy của tôi cũng như là tuổi thật thì nó khác nhau, nhưng mà ông bác sĩ mắt đó, ông đến ông nhìn, ông nói tôi không thể hiểu được tại sao mắt của ông nó thì nhìn nó khác hơn cái tuổi trong giấy của ông. Họ nhìn họ biết.
Thì khi tôi nói tuổi thật của mình, ông nói, ôi như vậy đúng rồi. Cái răng của chúng ta, cái thân thể của chúng ta, khi người ta xét, chúng ta cần phải nói một cách chính xác thì người ta mới có thể đoán cái bệnh của chúng ta và cho thuốc uống. Nó cũng phải chính xác theo cái tuổi của mình và theo cái cân nặng của mình. Mà nếu mà mình đến mình nói dối thì chúng ta sẽ gặp trở ngại là nó sẽ không chính xác với chúng ta. Đối với vấn đề bệnh thuộc linh cũng vậy. Nếu chúng ta không chịu nhìn nhận thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cứ đổi tiêu chuẩn của lời của Chúa cho nó xứng với lại cái lối sống của mình đó, thì chúng ta thấy rằng mình tự lừa gạt lấy mình và chỉ có cái hậu quả là dẫn đến chỗ chết. Nên anh chị em chúng ta chỉnh sửa đời sống của chúng ta theo tiêu chuẩn của lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh, chứ đừng sửa Kinh Thánh theo như cái lối sống của mình. Làm như vậy là phản tác dụng. Thì chúng ta đi vào bài học. Lời hứa của Chúa được ban qua lời tiên tri Ê-sai chương 7 câu số 14. Ê-sai chương 7 câu số 14. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh cho một trai và đặt tên là Emmanuel. Chúng ta đọc thêm hai câu nữa để chúng ta thấy rõ hơn. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ, sữa và mật cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ, chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết một cái bối cảnh, đó là vua A-cha vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Thì vào khoảng năm 734 trước Công Nguyên thì vua A-cha được biết là vương quốc phía Bắc là nước Israel đó, hợp lại với nước Aram muốn lập mưu để đánh và lật đổ nước của xứ Juda, hai chi phái miền Nam. Thì khi mà nghe cái tin đó thì vua A-cha ông có một cái ý định muốn liên minh với lại nước Assyria để làm một cái quân đội đồng minh để chống trả lại với hai nước toan định đến để đánh chiếm mình. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, Đức Chúa Trời Ngài biết bây giờ đó là dân sự của Chúa bây giờ chạy qua với lại dân Assyria, là dân không có thờ phượng Đức Chúa Trời, để mà liên minh với nó nhờ cậy sức của nó đó, thì đó là điều mà Chúa không muốn bao giờ. Trên Chúa sai tiên tri của Chúa là tiên tri sai đến để cảnh tỉnh vua A-cha và nói rằng đừng có run sợ, hãy vững lòng. Chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ giải cứu ngươi, giải cứu vua và nước Giu-đa. Nhưng mà khi ông nghe cái tin mà hai nước kia nó sắp sửa đến để đánh lấy xứ Giu-đa của ông đó, thì lòng của ông dao động như là cây ở trước gió. Cho nên khi tiên tri của Chúa đến trấn an như vậy mà ông vẫn chưa có vững lòng, cho nên Chúa Ngài đã nói qua tiên tri Ê-sai là hãy xin Ngài một cái dấu để Ngài xác nhận cho biết rằng đây là điều mà Chúa Ngài sẽ làm. Thì A-cha lại không xin. Và Chúa cho cái cơ hội để xin Chúa một cái dấu lạ, một cái dấu để xác nhận. Ông lại không xin, nhưng mà Chúa Ngài vẫn ban cái dấu đó. Ngày đó là câu số 14 của chúng ta đó. Vậy nên chính Chúa sẽ cho một điềm cho các ngươi. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai đặt tên là Emmanuel. Emmanuel là gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đây là cái dấu mà Chúa Ngài muốn nói. Có một con trẻ sẽ sanh ra đặt tên là Emmanuel. Chúng ta nhớ cái sứ điệp mà Chúa sai tiên tri sai đến để nói với vua A-cha là gì? Hãy tin Chúa, chính Chúa Ngài là đấng ở cùng để Ngài sẽ giải cứu. Cho nên cái dấu tại đây là một con trẻ sinh ra phải đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta, Ngài đang ở với chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta, thì chính Ngài sẽ là đấng bảo vệ. Chứ đừng chạy đi nhờ quân đội của Assyria, mà hãy nhờ cậy vào Đức Chúa Trời của mình. Amen anh chị em. Chúng ta nhớ cái điều này rất là quan trọng. Chúa Ngài muốn chúng ta nằm ở trong sự bảo vệ của Chúa, bởi vì Ngài chính là sự bảo vệ thật và sự an ninh thật của chúng ta. Khi chúng ta chạy, chúng ta nhờ Assyria,
chạy nhờ thần này, ông thầy này, bà nọ kia để mà chúng ta nhờ cậy họ đó, là chúng ta bị lôi cuốn vào cái chỗ chết. Bởi vì những cái thần đó nó không phải là chân thần, mà cái nguồn gốc của nó đến từ con rắn năm xưa, con rồng là kẻ phỉnh dối đó. Nó chỉ đến để cướp giết và hủy diệt thôi. Thì nó có thể xưng là cô này cậu nọ gì đó, đến mà hỏi ý kiến nó là chết. Nó thấy cái thòng lọng ra, đút đầu vô một cái là nó siết cổ chết. Nó có thể nói đúng một vài chi tiết ở trong quá khứ, để tin một cái chui vô là nó giết chết liền. Thì chúng ta thấy đó là cái nguy hiểm. Đừng chạy đi tìm Asiri trong cuộc đời của chúng ta, mà hãy đến với Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và những lời tiên tri trong Kinh Thánh, một trong những điều mà khi chúng ta học về các lời tiên tri trong Kinh Thánh, các anh chị em học Kinh Thánh với tôi trong tối thứ tư và thứ năm, tôi đã xây dựng cái điều này. Có một số lời tiên tri trong Kinh Thánh ứng nghiệm 2 lần cho cái tương lai gần của họ và tương lai thật là xa, như sách Daniel chúng ta đã thấy. Khi 4 tướng lãnh của Daniel là 4 cái sừng, con thú của 4 sừng đó, thì chúng ta thấy rằng nó ứng nghiệm cái điều đó là 4 tướng của Alexander sẽ thay thế cái vị trí của ông. Vì ông sau khi chiếm được cựu thế giới trong lúc bây giờ thì ông chết một cách rất là nhanh. Không có người để nối dõi, nối ngôi của ông. Thì cuối cùng là 4 tướng của ông mọc lên. Thì chúng ta thấy như cái sừng khi mà nó, con thú, con beo nó chiếm được cái vùng đất, chân của nó không chạm đến đất, như là con dê sồm. Thì chúng ta thấy đi rất là nhanh, chiếm được xứ thì thình lình cái sừng đầu tiên của nó rụng xuống. Rồi 4 cái sừng kia mọc lên. Thì chúng ta thấy đó là hình ảnh của lời tiên tri mà nó được ứng nghiệm cận đại. Rồi cũng là lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm chiều xa. Vì ở trong một trong những cái sừng mọc lên thì nó sẽ có một cái sừng, có một cái miệng nói những lời sắc sược, chống lại với đấng tối cao và làm khổ tưởng dân của Chúa, làm cho đền thờ trở nên ô uế, trở nên tàn nát ở trong đền thờ. Thì chúng ta thấy hai cái lời tiên tri đó được ứng nghiệm 2 lần cho lịch sử cận đại của họ. Thì chúng ta thấy Antiochus đã ứng nghiệm cái điều đó, và Antichrist sau này cũng sẽ là hình ảnh của cái miệng mở ra nói những lời sắc sược đến từ cựu thế giới của đế quốc La Mã. Thì lời tiên tri tại đây chúng ta thấy cũng được ứng nghiệm ở trong thời của vua Acha, và sẽ ứng nghiệm, đã ứng nghiệm ở trong khi Chúa Giêsu ngài giáng sinh làm người. Thì chúng ta xem Ma-thi-ơ chương 1 từ câu 18 cho đến câu số 23 để chúng ta thấy lời hứa của Chúa đã được ban phát ra nhiều năm trước, mấy trăm năm trước, bây giờ được lặp lại và sẽ được ứng nghiệm. Ma-thi-ơ chương 1 từ câu 18 cho đến câu số 23. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph ở trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Và Kinh Thánh này cho chúng ta thấy lời tiên tri được ứng nghiệm. Và chúng ta bây giờ lùi lại để chúng ta quan sát một số những chi tiết rất là xúc tích được hàm chứa ở trong phần Kinh Thánh này. Theo anh chị em thì
Joseph nghĩ gì khi biết vợ hứa của mình đang có thai? Dạ, ông muốn ly dị bà một cách yên lặng. Bèn toan đem để nhẹm. Đây là một ghi cái chữ rất là cổ của tiếng Việt, để chúng ta đem để nhẹm là tính đập dẹp, đâm bỏ, không có làm lớn chuyện, đem để nhẹm. Nhưng mà chúng ta học cái phần Kinh Thánh này thì chúng ta cần phải hiểu một ít về văn hóa. Đối với hôn sự của người Do Thái thì thường là nó bắt đầu từ cái phần đính hôn gọi là betrothal. Thì ngày xưa hôn nhân thường được cha mẹ hai bên sắp đặt trước. Thì họ đang ngồi ăn vui vui, ngẫu hứng, cái rồi họ móc tay với nhau. Họ nói rằng nếu mà sanh ra là con trai và con gái thì chúng ta làm xui với nhau nha. Thì hôn nhân được cha mẹ định trước. Nhưng mà có một số thì chàng trai để ý đến đàn gái thì xin phép cha mẹ của mình và bên nhà trai đi qua nhà gái để xin làm lễ cầu hôn. Và khi mà làm lễ cầu hôn như vậy thì họ rót một cái chén rượu để bước vào trong cái giao ước. Rồi bên nhà trai là chú rể để lại cho cô dâu một số tiền để cô dâu mua phấn son thức thơm để học lấy trang điểm trau dồi chính mình chuẩn bị cho ngày sẽ được tiếp rước. Và cái thời gian họ chính thức đính hôn đó là kéo dài khoảng chừng một năm. Thì trong một năm đó, nếu mà người con gái có những cái dấu hiệu gì không có chung thủy với lại người chồng hứa của mình đó, thì bởi vì đính hôn của họ thì nó cũng giống như là đã cưới nhau rồi nhưng mà chưa có ngủ với nhau thôi. Đối với họ rất là quan trọng. Và tôi tin rằng trong văn hóa Việt Nam của chúng ta rất là gần với lại văn hóa của Kinh Thánh đó, thì ngày xưa cũng vậy, hai người mà đã chính thức làm đám hỏi rồi đó thì kể như là họ là vợ chồng rồi, chỉ có chưa có ngủ với nhau thôi. Rất là quan trọng cái nguyên tắc của họ. Có nhiều gia đình là họ cho phép hai bên gọi cha mẹ, hai bên là cha mẹ rồi. Thì trong trường hợp này họ có một năm, và trong cái năm đó nếu mà người con gái có một cái dấu hiệu gì đó gọi là không có chung thủy thì cái người con trai có quyền để từ hôn, tức là bỏ qua cái chuyện đó. Cái chuyện đính hôn của mình bây giờ một cái dấu hiệu cho thấy thì có thể làm cái công việc đó. Thì ông Joseph ở đây thì ông nghe tin là Mary bây giờ có mang, trong khi đó họ mới hứa hôn trong vòng một năm, chưa có sống với nhau, chưa có chính thức vào trong cái ngày lễ cưới. Thì giờ Mary đã có mang. Thì Joseph, ở tại đây chúng ta thấy khi ông biết vợ hứa của mình đang có thai như vậy, thì chắc là ông cũng bối rối. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết ông là người như thế nào theo như câu số 19. Ông là người có tình nghĩa, có nghĩa. Cho nên ông không muốn cho Mary mang xấu. Vì đối với văn hóa của thời đó, đó, một người con gái mà không có chồng mà có bầu đó, thì cái đó là chú rể hứa tại đây có thể đứng ở trước đám đông thông báo cái việc này và người ta sẽ ném đá cho đến chết. Đây là cái việc mà chúng ta thấy rất là nghiêm trọng. Còn nếu không thì là ông tuyên bố lên là ông không cưới, không tiến đến hôn nhân với Mary nữa đó, mà ông làm cái điều này rùm beng lên hết đó, thì cũng làm là chuyện mang xấu. Nên chúng ta thấy ở đây, nhưng mà Joseph ở đây là một cái người có tình nghĩa. Ông toan định làm gì? Ông định giải quyết vấn đề ra sao? Ông nói bây giờ thôi giải quyết yên lặng, không có làm lớn chuyện. Là Joseph rất là thương Mary và ông không hiểu hết mọi việc. Nhưng mà ông nghĩ rằng nó phải có một cái quận khúc, nó có cái gì đây nè. Cho nên ông đã có một cái ý định để giải quyết vấn đề một cách êm đẹp, không có làm lớn chuyện.
Tại sao Joseph thay đổi ý định theo như câu số 20? Ông nằm trên bao và thấy thiên sứ của Chúa. Ok. Thiên sứ nói gì với ông? Chớ ngài lấy Marie làm vợ. Ok. Tại sao? Dạ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ở đây không phải là lăng nhăng hay là làm cái gì liên hệ thể xác với lại một cái người con trai khác. Nhưng mà tại đây là do cái phép lạ Đức Thánh Linh làm ở trong lòng của bạn để cứu Chúa được sanh ra đời. Thì chúng ta thấy ông Joseph ở tại đây, ông nghe thiên sứ của Chúa. Đang lúc ông đang ngẫm nghĩ về việc đó, tức là ông mới suy nghĩ về việc đó thôi, chưa có tuyên bố, chưa có đi đến cái quyết định được. Thì tối đêm đó, thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và cho ông biết cái gốc tích của con trẻ. Thì ở trong cái hoàn cảnh này chúng ta thấy Joseph, ông đổi ý định. Ông đổi ý định. Nếu Joseph không phải là cha của con trẻ thì ai là cha của con trẻ? Theo câu 18 và câu 20. Thứ nhất là xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Rồi câu số 20. Người chớ ngại lấy Marie làm vợ vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ok. Cho nên con trẻ được gọi là con của Đức Chúa Trời là như vậy. Alright. Tại sao Marie có thai khi còn là một trinh nữ là việc tối quan trọng, theo như câu số 21. Yeah. Câu 21, xin chúng ta xem. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Tối hôm qua chúng tôi đã xây dựng và nhắc lại với anh chị em, khi một người được sanh ra, cái thường tình là cái sự đến của người cha, người mẹ mới có cái sự hoài thai. Và khi cái thai được lớn lên sanh ra cái đứa trẻ đó thì chúng ta biết rằng do dòng máu của người cha chạy ở trong và gặp cái trứng của người mẹ. Đó là cái sự sanh ra một cách bình thường của con người. Và khi sanh ra một cách bình thường với con người như vậy đó, do tội của một người mà tội lỗi đã đi vào trong khắp thế gian. Tội của ai? Tội của Adam. Tội của Adam, rồi trong cái dòng máu của Adam bị tiêm nhiễm tội lỗi đó, gieo xuống cho Seth. Rồi chúng ta thấy con cháu của Seth bắt đầu tiếp tục nối dõi ra và chúng ta thấy rằng cả nhân loại do tội lỗi của một người là Adam đầu tiên mà tội lỗi đi vào và rải khắp trên cả nhân loại. Bây giờ, nếu Đức Chúa Giê-xu mà Ngài sanh ra không phải do một trinh nữ, thì Ngài cũng sanh ra là một tội nhân. Thì Ngài không cứu được chúng ta. Ngài không thể là Giê-xu được. Không thể cứu dân mình ra khỏi tội được. Cho nên cái việc Chúa Giê-xu được sanh ra bởi một trinh nữ là việc rất là quan trọng. Bởi vì trong Ngài không có tội của tổ tiên truyền lại. Anh em nắm được vấn đề đó. Có hai loại tội. Tội của tổ tông và tội của cá nhân mình. Tội của tổ tông là điều mà chúng ta không lựa chọn được. Khi sanh ra trong thế gian này thì chúng ta đã bị tiêm nhiễm bởi dòng máu của Adam, là tội nhân truyền lại cho tội nhân. Thì chúng ta thấy cái điều đó. Giống như chúng ta được cha mẹ sanh ra đó thì chúng ta không thể nào làm gì khác hơn được là mang cái dòng máu của người cha trong mình. Mình không làm gì được. Đó là cái điều rất là quan trọng để chúng ta nhớ. Vì như vậy, chúng ta đi đến kết luận. Đó là tất cả các giáo chủ khác, tất cả các mối đạo khác đều bị bế tắc ở trong cái chỗ đó là họ, những giáo chủ đó là những tội nhân đang nợ tội đối với Đức Chúa Trời. Thì họ không có thể trả thế nợ tội cho ai khác được hết. Phải không? Tối hôm qua chúng ta đã nêu để chúng ta thảo luận vấn đề đó. Anh chị em còn nhớ. Bây giờ, một người đó thì nợ đầy đầu. Và thấy một người khác cũng mắc nợ.
chạy đến rằng tôi sẽ trả nợ cho anh. Thì có ý tốt, có ý tốt, nhưng mà tiền đâu trả, nợ mình còn chưa giải quyết xong, làm sao mình có thể giải quyết giùm cho người khác được. Anh em hiểu điều tôi nói. Các giáo chủ khác cũng có ý tốt. Chúng ta nhìn về Đức Phật Thích Ca, chúng ta cũng thấy ông là một người có một cái ý tốt. Ông rời cung vua cha, đi ra thấy người ta sanh lão bệnh tử, sanh ra rồi già lên, rồi sanh ra bệnh tật rồi chết. Bây giờ ông có một ý tốt là làm sao để có thể tìm được một con đường giải thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn của con người đó, sinh lão bệnh tử. Rồi đạo Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo mà lúc bấy giờ người ta tin lại thêm lại chết xong rồi chui xuống dưới rồi đầu thai lên một cái kiếp khác, rồi cũng sanh lão bệnh tử, rồi chết, rồi đầu thai lên kiếp khác nữa, rồi cũng sanh lão bệnh tử. Tức là nó cứ đi vào cái dòng luân hồi, nó cứ đi như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca có một ý tưởng rất là tốt, làm sao để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi. Rồi ông ngồi và ông tu đến một cái lúc ông được giác ngộ. Ông thấy, bây giờ mình diệt được cái tham sân si trong đời sống của mình. Mình tu riết, mình bỏ hết được hết tất cả những điều đó đó, thì là có thể giải quyết được. Nhưng mà giải quyết không được, anh chị em, là bởi vì cái nợ tội đó, chính ông cũng có tội. Vì Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phật sanh ra làm người thì cũng có tội. Khổng Phu Tử của đạo Khổng, của người Hoa truyền sang Việt Nam của chúng ta, thì Khổng Phu Tử cũng là người được cha mẹ hợp lại với nhau sanh ra ông. Thì cuối cùng ông cũng nợ tội đầy đầu, ông cũng không có thể trả nợ giùm cho ai được. Thành ra chỉ có độ được, hay là chỉ có thể giúp được. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca trước khi chết, trước khi danh từ mà người Phật giáo người ta gọi là ngài sắp nhập Niết Bàn đó, thì có một đệ tử mới hỏi, khi thầy đi rồi thì ai sẽ hướng dẫn chúng sinh? Thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng, các con phải đi theo hướng của ta đi, mà đốt đuốc đi tìm chân lý, bởi vì người không phải là chân lý. Là chúng ta thấy nó sẽ dẫn đến cái chỗ bế tắc nếu con người nhờ cậy Đức Phật để giải quyết vấn đề tội lỗi cho mình. Mà Đức Phật không sanh ra bởi một trinh nữ. Truyền thuyết đó là mẹ của Đức Phật sanh ông ra, đó là sanh Ngang Hông. Nhưng mà thì họ cho cái cửa mình của người mẹ đó là cái chỗ ô uế mà sanh ra cái đó, thì con người không phải là thánh được. Cho nên bây giờ sanh Ngang Hông. Nhưng mà cái dòng máu nó cũng ra từ vua cha, thì chúng ta thấy cũng là con người, nó tiêm nhiễm tội của tổ tông. Thì cái đó cũng giải quyết được vấn đề. Lời của Chúa tại đây cho chúng ta biết cái phép lạ mà trinh nữ được báo trước, anh chị em thấy 700 năm trước khi việc xảy ra, đó là Chúa Giê-xu được sanh ra bởi một trinh nữ. Đây là điều hết sức là quan trọng. Anh chị em nhớ cái điều này, ghi chép cái điều này xuống và đánh dấu kế bên cạnh. Đây là lẽ thật trọng yếu của sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu Đức Chúa Giê-xu không sanh ra bởi một trinh nữ thì chúng ta khốn khổ đối với tội lỗi, vì không giải quyết được. Nếu mà cái dòng máu của cha mà cứ truyền xuống, xuyên qua con cái rồi nó cứ lan rộng ra, thì chúng ta thấy rằng mang tội của tổ tông thì không thể nào giải quyết nợ tội cho những người khác được. Anh chị em nắm vững được cái điều đó không? Nhớ như vậy nha. Tôi tin rằng Chúa ngài sắp đặt để Thánh Kinh mùa hè năm nay chúng ta đang học đề tài này. Vì hiện tại cũng có một cái loại tín lý nữa, là họ nói rằng cái chuyện Chúa Giê-xu mà sanh ra bởi một trinh nữ là chuyện vô lý. Cho nên cái đó chỉ là một cái truyền thuyết, cái đó là cái gì đó. Thì chúng ta thấy khi người ta chối bỏ cái điều đó và nó chui vào trong hội thánh nữa, thì hội thánh sẽ gặp trở ngại lớn nữa. Đây, những cái tín lý cốt lõi của chúng ta cho sự cứu rỗi đó, chúng ta thấy bây giờ Satan đang dùng những con người để đem vào trong hội thánh để dạy ngược lại với những gì Kinh Thánh dạy. Thì đó là điều mà chúng ta phải tin và phải nắm vững ở trong ơn của Chúa, rồi sẵn sàng để dạy dỗ con cháu của chúng ta về lời của Chúa một cách chính xác. Bằng không thì đức tin mà có những cái không có một cái nền tảng vững vàng, mà cái nền tảng mà nó nứt rồi đó, anh chị em thấy xây dựng cái căn nhà thuộc linh của mình lên không được, xanh lên lúc là nó sẽ sập. Nên cái nền tảng của chúng ta phải thật là vững chắc.
Điều này nhớ, anh chị em nhớ tối hôm qua tôi căn dặn như thế nào. Học lời của Chúa phải học một cách cặn kẽ. Đừng có hiểu lời Chúa, nghe lời Chúa lẩm bẩm giống như bà Eva đó. Thì chúng ta thấy Satan nó đến đó, nó lừa gạt. Về Satan đó, một trong những điều mà chúng ta thấy nó đã làm ở trong thời nó cám dỗ Eva và Adam, nó đến nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng làm như vậy. Nó lấy kinh thánh, nó bóp méo, rồi nó dùng để cám dỗ, áp dụng một cách sai lầm, lệch lạc. Đó là cách mà Satan nó làm. Cho nên nếu chúng ta không nắm vững lời của Chúa đó, thì coi chừng mình nghe mình thấy cái này giống giống như lời của Chúa. Nhớ tối hôm qua tôi nhấn mạnh, nó đến nó hỏi bà Eva, mà chi, phải không? Nhưng mà thêm, mà chi Đức Chúa Trời cấm các ngươi, Ngài có nói là các ngươi không được ăn các trái cây ở trong vườn. Nếu mà bà Eva mà bà nắm vững lời của Chúa, bà nói không, Chúa Ngài nói chỉ có trái của cây ở giữa vườn mà thôi, còn tất cả các thứ trái cây khác thì được ăn thì Chúa cho. Nhưng mà chúng ta không thấy bà mạnh mẽ cái điều đó, bà chỉ lặp lại, rồi xong rồi nó thấy yếu như vậy đó, nó tán thêm cho một câu, nó nói rằng không chết đâu, các ngươi ăn đi, thoải mái đi. Eva, đừng có tin Đức Chúa Trời nói như vậy, các ngươi không chết đâu, vì Ngài sợ các ngươi sẽ khôn ngoan bằng Ngài, cho nên Ngài cấm không cho ăn đó. Ăn vô cái rồi sẽ thấy, ăn vô một cái, cắn vô một cái, đưa cho ông chồng đứng kế bên cạnh cắn một miếng nữa, nuốt chưa hết xuống cổ, nhìn lại, ủa sao kỳ vậy, nhìn thấy bà vợ sao thấy nó có cái gì nó là lạ, nó xấu hổ. Rồi bà nhìn ổng cũng thấy xấu hổ, thì vì sự vinh hiển của Chúa rút đi rồi, họ hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên bây giờ nhìn nhau thấy lõa lồ. Xong cái chạy vô thấy lá cây, hái mấy cái lá đóng cái khố che thân của mình lại, ở trong cái tình trạng innocent của ban đầu nó bị đánh mất vì con người đã phạm tội. Anh chị em hãy nắm vững lời của Chúa. Hơn bao giờ hết đây là lúc mà chúng ta học lời Chúa, phải học cho vững. Đó là lý do mà chúng tôi tâm huyết dạy lời của Chúa trở lại một cách chắc chắn cặn kẽ để anh chị em nắm vững được. Bởi vì Satan đang giận quản và nó biết cái thời giờ của nó sắp hết. Cho nên nó muốn kéo theo xuống quả ngục một số người đi chung với nó xuống đó cho vui. Nó kéo thêm người, thật ra không vui ra xuống đó để khổ chung. Thế nên nó đang tìm cách để nó dụ dỗ rất là nhiều người. Mà lời của Chúa cũng báo chúng ta biết điều đó. Vì tội lỗi thêm nhiều cho nên lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ bị sa sút. Lời của Chúa cũng báo cho chúng ta biết rằng những kẻ đầu sẽ nên rốt và những kẻ rốt sẽ nên đầu. Cho nên chúng ta phải vững chắc ở trong lời của Chúa để chúng ta không bị rơi vào trong tình trạng nguy hiểm đó. Cảm ơn Chúa. Thiên sứ bảo Joseph phải đặt tên gì cho con trẻ? Người khá đặt tên là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là gì? Cứu Chúa. Ở trong tiếng Hebrew đó, tiếng Hebrew đó là chữ Joshua. Giống như tên của ông Joshua đó. Cùng một nghĩa. Ở trong tiếng Hy Lạp là chữ Hesu, cũng cùng với nghĩa đó là một cứu Chúa. Người khá đặt tên là Giê-xu, tại sao? Tên của Ngài mang ý nghĩa đó. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Nên đó là tên của Chúa mang ý nghĩa Giê-xu là như vậy. Và lý do mà khi chúng ta thấy lời của Chúa rằng hãy ai kêu cầu đi đến Chúa thì sẽ được cứu đó. Kêu Giê-xu Christ là chúng ta sẽ được cứu. Bởi vì chúng ta kêu cầu danh của Chúa, không phải là chỉ la lên cái tên của Chúa, nhưng mà kêu cầu đến danh của Chúa, nghĩa là chúng ta hiểu danh của Chúa có ý nghĩa như thế nào. Cảm ơn Chúa. Thiên sứ nói đến lời tiên tri nào được ứng nghiệm? Theo như câu số 23. Lời tiên tri nào được ứng nghiệm anh chị em? Ê-sai 7:14 mà chúng ta mới tìm hiểu trong phần đầu.
mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này một kẻ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Anh chị em và những người mới tin Chúa để ý đến mấy cái con số nhỏ nhỏ và những chữ nhỏ nhỏ ở cuối trang. Đây là cái phần mà các học giả Kinh Thánh sau khi họ nghiên cứu, mà họ có nhiều thời gian để họ nghiên cứu đó, thì khi in những cái quyển Kinh Thánh, nhiều khi người ta giúp chúng ta bằng cách là để đối chiếu những câu Kinh Thánh được tìm thấy những chỗ khác. Thì chúng ta thấy tại đây có cái chữ A, rồi chúng ta thấy mở ngoặc đóng ngoặc A đó, đó là Esai 7:14 mà chúng ta đang học. Anh chị em nắm được không? Hay là chữ nhỏ quá nhìn không thấy? Ok, để ý đến mấy cái phụ chú ở phía dưới rất là quan trọng cho việc chúng ta nghiên cứu lời của Chúa nữa. Emmanuel có nghĩa là gì? Và điều này giúp Joseph như thế nào? Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Điều này giúp ông Joseph như thế nào? Biết rằng cái điều này đến từ Chúa, và bây giờ nó, ông hiểu nổi là làm sao Đức Chúa Trời vô hình có thể ở cùng chúng ta được, để trừ trường hợp là Ngài phải có một thân xác con người giống như chúng ta. Thì bây giờ cái việc Marie có thai, có mang trước khi hai người ăn ở với nhau, mặc dù là vợ hứa của mình đó, bây giờ ông hiểu nổi, ông thấy cái điều này bây giờ có thể hiểu được. Chứ còn trước đó thì không hiểu được. Người mình yêu, mình định đi đến hôn nhân, có bao nhiêu cái ước mơ cần phải được thực hiện, nhưng mà bây giờ đùng một cái Marie có mang. Và bây giờ thì chúng ta thấy được hiểu qua lời của thiên sứ giúp đỡ, để Joseph có thể thấy được đây là cách mà Đức Chúa Trời Ngài ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài ở gần chúng ta, ở cùng chúng ta. Joseph được thiên sứ chỉ bảo mọi việc phải làm. Làm sao Joseph biết được rằng đây là sứ điệp từ Chúa mà không phải chỉ là một hy vọng mình mơ tưởng? Thưa anh chị em, thì làm sao ông Joseph ông biết đây là thiên sứ từ Chúa đến ban cho ông cái sứ điệp này? Chứ không phải là ông thương Marie quá, ông ngẫm nghĩ về cái vấn đề tính là sẽ từ hôn với Marie, rồi tối ông ngủ ông nằm chiêm bao ông thấy như vậy. Làm sao ông xác nhận được? Rất là chính xác. Ông biết lời tiên tri. Người Do Thái họ biết Kinh Thánh. Thì chúng ta thấy ông ở đây được gọi là một cái người có một cái đời sống mà chúng ta thấy rằng cũng khá đặc biệt. Joseph chồng người là người có nghĩa. Đây, chữ nghĩa tại đây không phải chỉ là một cái tình nghĩa thôi, nhưng ông là cũng là một cái người mà tiếng Anh dùng chữ là a righteous man, và cái người hiểu biết lời của Chúa, cái người tin kính Chúa, cái người sống một đời sống tốt. Thì em nhớ cái điều này cũng rất là quan trọng trong cái sinh hoạt của chúng ta. Ngày hôm nay cũng có một cái này rất là dễ để nó thế giới tối tăm nó có thể khai thác, ma quỷ nó có thể khai thác để nó gạt chúng ta. Đó là chúng ta nhìn nhận rằng Chúa có phán với chúng ta qua chiêm bao và khải tượng. Anh chị em nhớ cái điều đó rõ ràng, lời của Chúa cho chúng ta thấy Daniel rồi tới đây, ông Joseph tới đây. Nhưng mà không phải tất cả những giấc mơ đều là đến từ Chúa. Chúng ta nhớ như vậy. Làm sao để chúng ta có thể biết được cái giấc mơ đó đến từ Chúa? Phải có cái sự kiểm chứng lại với Kinh Thánh. Khi chúng ta nghe một lời tiên tri thì chúng ta cũng phải tra xét ở trong lòng. Và tra xét bằng cách nào?
đem cái lời tiên tri đó chúng ta so với lại lời của Chúa xem nó có xứng hiệp hay không. Nếu có lời tiên tri nào nói mà không đúng như Kinh Thánh đó, thì chúng ta biết rằng cái đó không phải đến từ Chúa. Cái giấc mơ cũng vậy, không phải giấc mơ nào cũng đến từ Chúa. Sách Truyền Đạo nói rằng ban ngày mình suy nghĩ nhiều quá, tối mình nằm mơ. Cũng có cái chuyện đó. Ban ngày coi phim hành động rầm rầm, tối thấy bị trúng rượt. Thì luôn, Chúa báo cho tôi biết là Satan nó rượt tôi, không phải tại vì chiều coi phim hành động nhiều quá, tối cũng thấy sợ. Thì nó có thể thể hiện cái việc đó. Nhưng mà khi cái giấc chiêm bao mà chúng ta tỉnh dậy, chúng ta thấy rằng mình nhớ một cách rất là rõ và mình thấy nó có ý nghĩa, thì công việc của chúng ta là người đứng vững ở trong Chúa. Công việc của chúng ta là tìm xem cái giấc mơ nó đem so lại với cây thước tiêu chuẩn của Kinh Thánh, nó có xứng hiệp hay là không. Tôi lấy thí dụ để anh chị em thấy ở tại đây. Khoảng chừng 25 năm về trước, có một người đàn bà ở Pasadena. Bà nằm mơ, xong bà thức dậy, bà lôi đứa con trai của mình ra bà giết. Thì bà nói rằng trong giấc mơ Chúa hiện ra và báo cho bà biết là bà phải dâng con của mình như Isaac đã được Abraham dâng lên cho Chúa. Nghe nó giống giống, nhưng mà sự thật là Abraham có giết được Isaac chưa? Chưa. Ông dắt Isaac lên để vâng theo lời Chúa, nhưng mà trước khi ông tra dao ở trên con trẻ thì chuyện gì xảy ra? Có tiếng của thiên sứ từ trời nói với ông rằng đừng hại đến con trẻ. Nhìn qua cái gốc, cái bụi gai, thấy có một con chiên đực, sừng của nó đang mắc ở trong bụi gai đó, đem ra dâng cho Đức Chúa Trời. Cho nên Abraham gọi chỗ đó là Đức Giê-hô-va Jireh, Chúa ngài sắm sẵn con chiên đó để thay thế Chúa Isaac. Nếu mọi người biết Kinh Thánh, đem cái giấc mơ của mình so với lại Kinh Thánh, thì mình thấy rằng cái này không đến từ Chúa rồi. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta giết con của mình để dâng lên cho Chúa. Anh em hiểu vấn đề. Thật ra chúng ta phải thật là khôn ngoan. Và như ông Joseph ở đây, chúng ta nằm mơ thì cái đó là tốt, mà chúng ta tin rằng trong những giấc mơ có những cái chiêm bao đến từ Chúa để Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà không phải tất cả các giấc mơ đều đến từ Chúa. Nên chúng ta phải so sánh lại với lời của Chúa để xem cái giấc mơ đó có xứng hiệp hay không. Vì cái nguyên tắc này rất là quan trọng nữa, để anh chị em nhớ cái này. Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn chính Ngài. Ý của Chúa đã chép thành văn tự là Kinh Thánh. Và ý mà Chúa phán với chúng ta trong ngày hôm nay không thể mâu thuẫn với nhau được. Và nhớ như vậy. Cho nên tất cả phải đem trở lại đo vào trong cái thước của Kinh Thánh. Amen anh chị em. Cho nên khi nào mà nghe người ta nói cái gì đó, chúng ta đặt cái câu hỏi là cái này Kinh Thánh nói như thế nào về vấn đề này? Lời của Chúa nói gì về vấn đề này? Thì như vậy sẽ giúp đỡ cho chúng ta tránh được nhiều cái nước mắt. Có người nằm mơ cái thức dậy làm cái quyết định quan trọng. Là tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Chúa bảo là phải dọn nhà, thay đổi nghề nghiệp. Cho nên mình không thể làm quyết định dựa trên một giấc chiêm bao được, mà chúng ta phải quyết định dựa trên sự hướng dẫn của Chúa. Sự hướng dẫn của Chúa thì chiêm bao là một trong những sự hướng dẫn, chứ không phải là sự hướng dẫn duy nhất. Nghe như vậy. Và chúng ta phải đem so sánh lại với lời của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để có một cái lời chứng, cái sự xác nhận của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình. Rồi chúng ta chia sẻ với người trưởng thành ở trong Chúa để xin họ cũng lắng nghe để xem Chúa ngày hướng dẫn như thế nào. Vì Chúa cũng có thể phán qua những người lãnh đạo, qua những người trưởng thành hơn chúng ta, những anh chị em chung quanh chúng ta. Thì chúng ta phải phối kiểm lại, chứ chúng ta đừng có nằm mơ cái thức dậy làm cái quyết định quan trọng, rồi xong rồi chuyện nó không thành, cái đổ thừa. Chúa đâu còn phán với mình đâu. Tôi đâu có nghe Chúa. Vậy là bây giờ là mình làm theo ý của mình rồi cho nên thất bại. Không, Chúa vẫn phán. Nhưng mà trong những tiếng của Chúa phán đó, thì chúng ta biết rằng nhiều khi kẻ thù nó cũng đem, nó gieo cỏ lùng vào trong đó nữa. Giữa cái dòng chảy thì luôn luôn là nước nó trong, nó sạch. Nhưng mà chúng ta biết rằng hai bên lề đó, nhiều khi con người họ có thể họ lúc cái lúc đó nó trở nên kiêu ngạo, mất ơn của Chúa. Bây giờ những lời tiên tri của họ không còn chính xác nữa. Thì có nhiều yếu tố khác. Nhưng mà cái điều không bao giờ thay đổi đó là lời của Chúa.
Anh chị em nhớ là tất cả từ tiên tri cho đến lời khôn ngoan tri thức cho đến chiêm bao khải tượng, tất cả chúng ta phải đem so trở lại với lời được chép thành văn tự của Chúa. Có thể là không có một cách chính xác như vậy, nhưng mà ý của cái phần kinh thánh đó mà Chúa nghe dạy ở trong lời của Ngài nói lên cho chúng ta là cái điều này được xác nhận hay là không. Cho nên chúng ta thấy Joseph ở tại đây, ông thức dậy, ông biết. Tại vì có lời kinh thánh một cách rất là rõ ràng, lời tiên tri một cách rõ ràng. Điều này cho chúng ta thấy gì về mối liên hệ giữa Joseph với Đức Chúa Trời của ông và những lời tiên tri ở trong Cựu Ước? Cái người mà theo Chúa xa xa có nghe được tiếng Chúa phán không? Khó. Chúa vẫn phán nhưng mà họ nghe không được. Hôm Chủ nhật chúng ta học gì anh chị em còn nhớ không? Một trong những bài học mà chúng ta có thể học được từ nơi tiên tri Lyse. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hoan nghênh sự hiện diện của Chúa và học để mà ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhớ khi ba vua của nước Israel, Juda và Edom cần nước uống thì họ đến họ xin tiên tri Lyse, thì ông làm gì anh chị em? Kêu một người đánh đàn đến, người khải đàn đến để làm gì? Để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong lúc mà người đó đánh đàn như vậy thì chuyện gì xảy ra? Tay của Đức Giê-hô-va ở trên tiên tri Lyse, ông bắt đầu nói tiên tri. Sự sức giàu của Chúa đến ở trong sự hiện diện của Ngài. Anh chúng ta thấy tại đây Joseph chắc chắn phải là người có một mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa Ngài phán những điều này qua thiên sứ, ông Joseph ông nghe, mặc dù chuyện này rất là lớn và rất là khó hiểu, thì chúng ta thấy rằng ông tin và ông thực hiện. Về những lời tiên tri ở trong Cựu Ước, ông chắc phải biết những lời tiên tri này. Và đặc biệt là lời tiên tri này, vì mọi người Do Thái trong thời bây giờ đều mong chờ cái sự đến của Đấng Messiah, cứu Chúa của họ. Họ rất là mong đợi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ xem thêm có hai cụ già, họ chung chân nó đồn lũy, họ chờ để họ thấy được lời hứa của Chúa được ứng nghiệm, thấy được cứu Chúa đến để cứu dân tộc của họ. Khi thức dậy, Joseph đã làm gì? Cái chữ đó hay lắm, chị nói lớn lên một chút xíu nữa. Làm y như lời của thiên sứ của Chúa đã dặn. Làm y là làm sao? Giống hệt như vậy, chính xác như vậy luôn. Danh từ mới của anh em Việt Nam là cái chính xác luôn. Tức là làm y như vậy, theo như lời của Chúa ở đây. Đây là đặc ngữ của người Trung ngày xưa. Nói làm y, y thinh là danh từ của người miền Tây chúng tôi. Y thinh như vậy. Y thinh. Đấy. Chúng ta thấy tại đây là ông thức dậy và ông làm y như lời thiên sứ đã dặn mà đem vợ về với mình. Chỗ này có một cái chỗ cũng rất là hay. Xong, không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Lời của Chúa tại đây cũng ý nghĩa lắm, cho chúng ta thêm cái chi tiết này. Mà tôi sẵn đây mở ngoặc để giúp anh chị em trả lời cho những người Công giáo. Thì người Công giáo họ nói rằng người tin lành á thì không tin là Đức Mẹ đồng trinh. Không, chúng ta tin chứ, lời của Chúa đây nói rất là rõ ràng là Mary chưa có biết đàn ông nào. Joseph chưa có ăn ở với bà, tức là bà phải là bà còn trinh. Nhưng mà chúng ta không tin là Mary đồng trinh suốt đời. Tại vì người Công giáo đó thì là thế kỷ thứ 16 họ đưa vào một cái tính lý về Mary, Đức Mẹ Maria. Trước đó đó, từ lúc Hội Thánh được thành lập cho đến thế kỷ thứ 15 thì là không có chuyện này, nhưng đến thế kỷ thứ 16 người ta mới đưa vào cái tính lý là họ dạy là Mary đồng trinh suốt đời. Cho nên khi mà bà chết đó thì hồn xác đều được cất lên trời. Và bây giờ tôi thì là đang cầu bầu, đang ở bên cạnh
Đức Chúa Cha để đi cửa sau, để tối thủ thỉ với Chúa Cha, để những cái gì mà chúng ta xin đó, thì khó mà gặp Cha lắm. Có một ông linh mục, ông giải thích là giống như mấy ông tướng hồi xưa đó, muốn gặp ông khó lắm, phải đi qua mấy bà, rồi mấy bà về đó ban đêm, mấy bà mới nói với chồng của mình, thì mấy cái việc đó nó mới được thành. Họ làm như là Đức Chúa Trời phải bị lũng đoạn bởi Mary. Thì chúng ta thấy cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm và sai lầm. Ở tại đây lời của Chúa nói rằng song không hề ăn ở với cho đến khi. Yeah. Điều đó hàm ý gì anh chị em? Là sau khi sanh Chúa Giêsu rồi, thì Mary và Joseph họ sống với nhau như một cặp vợ chồng bình thường, và họ sanh ra những người em của Chúa Giêsu. Mát cho chúng ta nghe rất là rõ, một trong những người em của Chúa Giêsu viết quyển sách trước, quyển sách cuối cùng đó là sách Khải Huyền, đó là sách Giu-đe đó, ông Giu-đe đó là em của Chúa Giêsu. Giăng là người đã viết thư Giăng, cũng là em của Chúa Giêsu, em phần xác của Chúa Giêsu. Song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Anh chị em nắm được vấn đề này không? Cho nên chúng ta chỉnh để những người mà họ chụp mũ chúng ta là không tin Đức Mẹ đồng trinh đó. Đây là cái tín lý quan trọng nhất mà chúng ta tin, đó là Chúa Giêsu được sinh ra bởi một trinh nữ. Nhưng mà chúng ta không tin là trinh nữ Maria đó là đồng trinh suốt đời, bởi vì Joseph và bà tiếp tục sống ra trong sinh hoạt của một vợ chồng. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn và đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai. Anh em nắm được không? Chà, sao yếu quá nhỉ? Đây là điều rất là quan trọng. Em nhớ cái điều này. Để khi chúng ta giúp đỡ cho những người công giáo đó, thì chúng ta chỉnh sửa và giúp đỡ cho họ, chứ đừng để cho người ta nói chúng ta là những người không có tin Đức Mẹ đồng trinh, rồi chúng ta vì không hiểu biết, không có nắm vững được vấn đề, rồi chúng ta cũng làm thinh. Rồi chúng ta để cho họ, mặc nhiên để cho họ đi trong cái sự sai lầm của họ. À, đây lời của Chúa một cách rất là rõ ràng. Mặc dù Joseph không công bố như Mary, tôi đây là tôi tới Chúa, hành động của Joseph đã nói lên điều gì? Ông người kính sợ Chúa vâng lời. Và ông cũng được liệt vào trong số của những người xem mình là tôi tớ của Chúa. Tôi tớ thì làm gì anh chị em? Làm theo lệnh của chủ phải không? Chủ bảo cái gì làm theo điều đó. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta xem lời hứa của Chúa được ứng nghiệm và bày tỏ ở trong Luca chương 2 câu 22 đến 38. Đại hội có giúp được chúng ta không chị em? Wow, yếu quá. Tôi nghiên cứu tha thiết để mà chia sẻ với chị em mà khi hỏi với anh em đáp ứng không có nồng nhiệt chút nào hết. Amen. Yeah, xin Chúa dấy lên mấy cái gốc Hallelujah với Amen bây giờ nó được khởi động lại đi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta từ câu 22 đến 38, chúng ta nghe một lượt các câu kinh thánh này rồi chúng ta sẽ trở lại với chúng ta nghiên cứu quan sát một số câu quan trọng. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép ở trong luật pháp Chúa rằng, hãy con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con như luật pháp đã truyền. Và ở trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel. Và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa,
Bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người đã nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho người dấy lên và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn về phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp của Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Phần Kinh Thánh này tuyệt vời anh chị em. Chúng ta thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh khiến cho những lời tiên báo, khiến cho những điều, những lời tiên tri bây giờ được Chúa nghe điều động để đem lại một cái cao điểm mà chúng ta thấy tất cả đều yes và amen về chương trình của Đức Chúa Trời được thể hiện ra một cách phước hạnh ở tại đây. Câu hỏi thứ nhất của chúng ta trong phần Kinh Thánh thứ hai này, Luca chương 2 từ câu 21 đến 38, để chúng ta quan sát tại sao Mary và Joseph mang Chúa Giêsu lên đền thờ là khi nào, theo như câu 22 và câu 23. Thứ nhất là họ làm theo luật pháp của Môi-se, và thứ hai là đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Đối với luật của Cựu Ước thì chúng ta thấy khi một người gia đình sanh ra con đầu lòng mà là con trai đó, thì con trai đó thuộc về Đức Chúa Trời, phải dâng cho Đức Chúa Trời. Và một trong những cái cách để có thể như là một cái sự thay thế thì đem dâng, nhưng mà rồi còn đem theo của lễ để dâng của lễ lên và mang đứa con về nhà. Nhưng mà biệt riêng cái đứa con trai đầu lòng của mình đó thuộc về Đức Chúa Trời. Luôn luôn hoa quả đầu mùa, trái đầu mùa và con đầu lòng thuộc về Chúa. Cái luật này ở trong lời của Chúa, ở trong Cựu Ước một cách rất là rõ ràng để chúng ta nhớ cái điều đó. Tại ra nếu là con trai đầu lòng của mình thuộc về Chúa, nó có xin làm mục sư đó thì đừng có nói không. Mẹ định là con phải làm kỹ sư ạ. Mà để dâng cho Chúa, thuộc về Chúa. Yeah. Chúa có thể có một chương trình khác, nhưng mà hãy nhớ đó là nếu Chúa Ngài muốn sử dụng thì chúng ta phải amen, bởi vì con trai đầu lòng thì là thuộc về Chúa. Thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó rất là quan trọng nha. Chúng ta để ý đến. Rồi, điều gì nữa? Theo như câu số 23. Phải dâng cho Chúa. Ok. Như vậy chúng ta thấy thứ nhất là ngày tinh sạch. Ok, cái ngày tinh sạch là ngày gì? Theo luật của Lê Vi Ký thì người đàn bà khi sanh con sẽ bị kể là ô uế vì ra máu, ra huyết. Thì phải 33 ngày từ lúc sanh con thì bị kể, và trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ ô uế cho đến hết ngày thứ 33, tức là qua ngày thứ 34 đó, thì mới được kể là tinh sạch trở lại. Okay. Cho nên ở tại đây chúng ta thấy khi đã hết những ngày tinh sạch rồi theo luật pháp của Môi-se, thì trong những cái ngày đó thì khi mà kể là ô uế đó thì người đàn bà đó không được lên đền thờ để thờ phượng. Thì đến ngày 33 thì chấm dứt, rồi qua đến ngày 34. Như vậy tại đây đó thì khoảng thời gian nào? Tức là nó hơn một tháng kể từ lúc Đức Chúa Giêsu chào đời. Anh em nắm được vấn đề? Nó có ý nghĩa của nó.
Nên ở đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta học những điều này, anh chị em bắt đầu để ý lời của Chúa báo trước, lời của Chúa đã hoạch định ở trong Cựu Ước. Khi Đức Chúa Giêsu đến thì Ngài, như Ngài nói với mọi người khi Ngài chỉnh sửa cái lối suy nghĩ của họ: các ngươi nghĩ ta đến để phá luật pháp, nhưng mà không, ta đến để làm trọn luật pháp. Chúa đến để làm trọn luật pháp cho hết thảy chúng ta. Rồi cho bây giờ chúng ta không còn phải giữ luật pháp của Cựu Ước nữa, mà Chúa Ngài đến và Ngài làm trọn luật pháp cho chúng ta. Ngài làm trọn từ lúc mà Ngài mới có 33 ngày tuổi thì được cha mẹ mang lên đền thờ sau cái ngày lễ gọi là cái ngày tinh sạch, rồi dâng cho Đức Chúa Trời. Đó là những cái nguyên tắc rất là quan trọng tới đây. Rồi cái của lễ thay thế mà chúng ta thấy tới đây là dâng một cặp chim cu hoặc là chim bồ câu non như luật pháp Chúa đã truyền, làm trọn hết luật pháp chính xác một cách như vậy. Khi ở tại đền thờ thì họ gặp một nhân vật. Simeon là ai anh chị em? Và lời Chúa mô tả về ông như thế nào? Ông trông đợi điều gì? Là một người công bình, đạo đức. Ông trông đợi điều gì anh chị em? Sự yên ngủi của dân Israel. Và ông cũng là người đầy dạy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh của Chúa ngự trên người. Đây là chữ Epi đó mà anh em học Kinh Thánh với tôi nhớ. Có ba cái chữ thường đi chung để nói đến cái vị trí của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Ngài ở trong chúng ta, in. Ngài ở với chúng ta, para. Và Chúa Ngài ngự trên chúng ta, giáng trên chúng ta, epi. Thì tại đây thì ông này được Đức Thánh Linh của Chúa giáng trên đó, mặc lấy quyền phép đó. Đức Thánh Linh ngự ở trên người. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh báo trước cho Simeon rằng ông sẽ thấy ai trước khi ông qua đời. Đức Thánh Linh đã báo trước cho ông sẽ không chết trước khi ông thấy đấng Christ của Chúa. Christ là đấng được sức giàu. Cảm ơn Chúa. Đây là một hình ảnh phước hạnh nữa để cho chúng ta thấy ở đây. Đức Thánh Linh nói cho một con người mà không phải một người thường. Lời nói của và cái việc mà Simeon tới đây đáng tin, cũng như là ông có thể được Chúa Ngài cho ông được một chỗ, một vị trí trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời đó, để ông ở tại đây đứng ngay cái chỗ để làm một nhân chứng ở trong giây phút đó. Thì ông là một cái người công bình, đạo đức, và Đức Thánh Linh ngự ở trên ông. Mấy cái điều kiện này quan trọng. Cần được đầy dạy Đức Thánh Linh, được mặc lấy quyền phép với Đức Thánh Linh, nhưng mà cũng phải là cái người công bình và đạo đức nữa mới có thể trở nên người được Chúa Ngài đại dụng. Amen anh chị em? Nếu không có cái sự đầy dạy Đức Thánh Linh mà chỉ có công bình và đạo đức thì chúng ta thấy thiếu quyền năng. Nhưng mà nếu có đầy dạy Đức Thánh Linh, có quyền năng của Chúa mà thiếu cái công bình và đạo đức thì chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi thường lấy cái hình ảnh để nhắc nhở chúng ta. Đó là khi chúng ta được mặc lấy quyền phép Đức Thánh Linh thì giống như là chúng ta được trao trong tay một cái chiếc xe với mã lực rất là lớn, có thể phóng và đi rất là nhanh. Nhưng mà thiếu cái thắng tốt đó là chúng ta có thể tự sát và làm chết nhiều người xung quanh chúng ta nữa. Là cả ba cái yếu tố này cần có ở trong một người để có thể được Chúa Ngài đại dụng. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh báo trước cho ông là ông sẽ thấy đấng Messiah, sẽ thấy đấng Christ. Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông làm điều gì theo như câu số 27. Đức Thánh Linh bảo ông làm gì? Bảo ông vào đền thờ. Thật là một cái chi tiết ly kỳ với anh chị em. Không biết ông đang làm gì? Thì Đức Thánh Linh của Chúa bảo ông đi vào đền thờ. Lúc đó khi ông vào đền thờ thì chuyện gì xảy ra tại đền thờ rồi? Dạ. Lúc đó thì ai có mặt ở tại đó? Lúc đó có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Một sự hướng dẫn tuyệt vời của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh báo trước ông sẽ không chết
trước khi ông thấy Đấng Christ, rồi Đức Thánh Linh đến cái thời điểm của Ngài. Không biết là Chúa báo cho ông cái điều này trước bao nhiêu năm, có thể là một thời gian rất là dài, rồi mọi việc ở trong cái khoảng gọi là chờ đợi. Rồi cái ngày hôm đó đó, đúng ngay cái ngày mà Marie và Joseph mang Chúa Giêsu lên đền thờ đó, thì Đức Thánh Linh lại bảo cho ông là phải vào đền thờ. Khi ông vào thì đúng cái lúc mà Marie và Joseph mang Chúa Giêsu vào, có một cái sự gặp gỡ của chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tại đây thật là nhịp nhàng. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà học bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đó, đây là một trong những chìa khóa rất là quan trọng. Để chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta cần biết, chúng ta phải có cái lời hứa từ nơi Chúa, và chúng ta phải tiếp tục lắng nghe Chúa hứa. Và có nhiều khi chuyện nó 5-3 năm xảy ra, trải qua mà chưa có cái gì đúng, cho đến đúng ngay cái thời điểm Chúa bảo hôm nay là thì giờ, đây là cái lúc, và chúng ta bước cái bước đức tin đó thì chúng ta kinh nghiệm Chúa. Nếu ngày hôm đó mà ông nói theo cái lối sinh hoạt của người đi nhà thờ ngày hôm nay, bữa nay con mệt quá, Chúa cho con đi trễ trễ đi. Thử hình dung ông đi đến trễ 30 phút, 1 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó Marie Joseph đã giải quyết xong công việc dâng Chúa Giêsu cho Đức Chúa Trời và dâng của lễ xong, họ đi về, thì ông mất cái cơ hội cả cuộc đời của mình đang chờ đợi. Ông có thể đánh mất cái điều đó, phải không chị em? Cho nên anh chị em chúng ta nhớ có những cái giờ hẹn với Chúa và mọi sinh hoạt của chúng ta nhớ đó là đừng có bê trễ. Biết đâu chừng Chúa Ngài không chờ cho đến khi chúng ta hát xong bài hát, thờ phượng xong, rồi Chúa Ngài mới hành động. Mà Ngài hành động liền lúc đầu, mà mình canh mình chờ cho đến khi ban hát hát xong rồi mình mới đi vô đó, thì lúc đó biết đâu chừng Chúa Ngài đã làm việc và xong hết rồi. Hay là đúng ngay cái ngày đó là ngày mà Chúa Ngài đã định để có một việc lớn sẽ xảy ra, thì mình là người đến trễ thì uổng cho chúng ta vô cùng. Cho nên chúng ta nhớ là chúng ta phải đi đúng cái thời điểm mà Chúa Ngài đã định, rất là quan trọng. Ở tại đây khi tôi đọc đến đây tôi nói rằng cảm ơn Chúa tuyệt vời. Ông Simeon mà ông chảnh mảng thì ông trật mất cái cơ hội cả cuộc đời ông trông đợi. Anh chị em thấy không? Và chúng ta sẽ thấy thêm một nhân vật khác nữa cũng y như vậy. Mà Chúa Ngài sắp đặt để cái ngày hôm đó, cái ngày trọng đại, cái ngày mà họ mong chờ. Trong trường hợp của người đàn bà mà chúng ta sẽ học kế tiếp tại đây là bà chờ nhiều năm. Có thể lên đến hơn 50 năm cuộc đời của bà. Bà ở trong đền thờ luôn không đi ra để chờ cái ngày này. Mà cái ngày đó mà bà cũng đi chợ hay là bà đi đâu đó, mà bà hôm đó mà bà thay đổi cái điều mà bà đã quyết định làm, thì bà có thể trật mất cái cơ hội để gặp Chúa Giêsu, để làm những nhân chứng xác nhận về lời tiên tri nhiều năm, 700 năm mà Chúa Ngài đã báo cho dân sự của Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi ông Simeon ông làm gì? Theo như câu 28-32, ông bầu mẫm con trẻ. Wow! Đấng Christ mà ông mong đợi. Có thể không giống như là ông mong đợi. Ông có thể ông nghĩ Đấng Christ khi mà đến với ông là một người trưởng thành, một đấng đầy quyền năng và cởi ngựa đi vào trong đền thờ chăng? Nhưng mà tại đây thì ông đến, ông thấy Đức Thánh Linh xác nhận với ông đây là cứu Chúa, đây là Đấng Christ. Nhưng mà trong hình dáng của một em bé. Ông ẵm em bé lên, rồi ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông nói gì anh chị em? Ông nói rằng con thỏa những cái ước mơ của mình rồi. Bây giờ Chúa cho con chết gặp Chúa là đúng cái thời điểm rồi. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời của Ngài. Tại sao? Ông thỏa nguyện đến độ ông nói bây giờ ông gặp Chúa rồi thì bây giờ chết lên thiên đàng. Ông muốn đi liền. Ông nói rằng sau những ngày chờ đợi
Bây giờ ông sung sướng, ông thấy được thỏa lòng, ông thấy rằng ta được toại nguyện. Thì bây giờ ông nói rằng ông sẵn sàng ra đi đó. Nhưng mà ông ngợi khen Chúa, vì con mắt của tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Đúng ra đó là sự cứu rỗi của Chúa, mà cái chương trình Chúa Ngài dự bị đó, cái consolation của Chúa, tức là một cái chương trình phục hồi của Chúa, chương trình của Chúa Ngài phục hồi dân sự của Ngài. Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ, và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cảm ơn Chúa. Ô, chúng ta thử hình dung cha mẹ của con trẻ tại đây, chúng ta thấy họ suy nghĩ như thế nào. Joseph Mary đã phản ứng như thế nào theo như câu số 33. Họ lấy làm lạ. Cảm ơn Chúa. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Okay. Yeah, cái chữ lấy làm lạ tại đây không phải lấy làm lạ trong cái ý không tin, nhưng mà họ marvel. Tức là ở đây là họ kinh ngạc. Đối với ông Joseph tại đây thì cũng sung sướng lắm anh chứ. Vì hơn một năm trước, khi mà hay tin Mary có mang, thì ông toan tính cái việc là sẽ từ hôn Mary một cách kín dấu, vì không muốn làm cho nàng mất mặt. Rồi ông nghe thiên sứ của đến Chúa đến ông trong giấc chiêm bao. Rồi bây giờ một cái người xa lạ ông chưa bao giờ gặp mặt, là cụ Simeon lớn tuổi, đứng đó để nói đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Ông cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa đã nói với ông rằng ông sẽ không chết trước khi ông thấy được cứu Chúa. Bây giờ ông bồng con trẻ lên và ông ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng Chúa ơi, con hoàn nguyện rồi, bây giờ con chết con cũng bằng lòng rồi, bây giờ con sẽ đi với Chúa. Ông ngợi khen Chúa, ông ngợi khen vì mắt của tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng ở trước mặt muôn dân. Thì ông Joseph tại đây thêm một cái lời xác nhận nữa ở trong lòng của ông, là cái quyết định của ông là đúng, và việc mà ông đã chứng kiến đó là cái việc một lần nữa được xác nhận. Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài làm việc có một nguyên tắc nữa anh chị em nhớ tại đây, là cứ đôi ba người làm chứng thì việc được kiên lập. Đức Chúa Trời thường Ngài phán với chúng ta, Ngài phán chúng ta ít nhất là hai hay là ba lần để xác nhận rằng cái việc đó là sự thật. Cho nên khi nào chúng ta nghe Chúa Giê-xu Ngài nói quả thật ta phán cùng các ngươi, ta nói cùng các ngươi, cái đó là chắc chắn đó. Ý của Chúa Ngài muốn nói rằng quả thật đây là sự thật, mà là sự thật các con có thể đầu tư cả cuộc đời của mình ở trên cái sự thật này. Rất là quan trọng, quả thật không phải Chúa cà lâm lên gì. Nhưng mà đôi ba người làm chứng việc kiên lập. Khi một cái giấc mơ mà nó quan trọng, Chúa cho những người nằm giấc chiêm bao nó thấy hai lần. Ông Joseph thấy hai lần. Nebuchadnezzar thấy hai lần. Daniel thấy hai lần. Về đúng bốn cái vương quốc đó, nhưng mà trong những hình ảnh những con thú khác nhau thôi. Nhưng ý nghĩa của nó đều giống nhau. Cứ đôi ba người làm chứng thì được kiên lập. Chúa sai thiên sứ đến ở trong giấc chiêm bao nói với Joseph. Joseph tin thực hiện. Và bây giờ thì Chúa Ngài sắp đặt để ngay ở trong cái giây phút mà Joseph và Mary lên đền thờ để dâng Chúa Giê-xu trong ngày lễ tinh sạch, cũng như là dâng Chúa Giê-xu là con đầu lòng cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời Ngài lại điều động một con người đã biết nghe tiếng phán của Chúa đến đó để đem lại sự xác nhận cho chương trình của Đức Chúa Trời, cũng như là cho đời sống của Joseph, cho Mary và cho hết thảy chúng ta ngày hôm nay. Tất cả những cái chi tiết bây giờ được hòa luyện vào với nhau để đưa chúng ta đi đến cái chỗ nhận biết rằng có một đấng cầm quyền tẩy trị trên tất cả mọi sự. Cảm ơn Chúa. Simeon nói gì với Mary? Chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary mẹ con trẻ rằng đây con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel
vấp ngã hoặc dấy lên và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn về phần của ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Ok. Mấy câu này có vẻ khó hiểu à. Thì anh chị em bây giờ chúng ta quan sát từng phần một. Thứ nhất, con trẻ tới đây sẽ làm một dấu. Dấu đó là gì anh chị em? Là một cớ, một dấu để làm gì? Có người đó thì là vấp ngã, có người thì được dấy lên. Ai vấp ngã? Những người không tin nhìn Đức Chúa Giêsu họ sẽ vấp ngã. Nhưng mà những người tin nhìn Chúa Giêsu thì sẽ được dấy lên. Tuyệt vời. Sau này sứ đồ Phaolô nói đến cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng đối với người Do Thái đó, thì cái việc Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá là cái điều sỉ nhục. Tại một cái dân bị một cái đế quốc nó cai trị, người La Mã không đóng đinh người có quyền công dân của La Mã, chỉ đóng đinh các nước bị cai trị. Công dân của họ, họ chặt đầu chứ họ không đóng đinh. Cho nên đối với người Do Thái đây là một cái điều sỉ nhục. Nhưng mà đối với cơ đốc nhân của chúng ta thì thập tự giá của Chúa là cái phước hạnh. Và đây là một điều tuyệt vời chúng ta có được, vì chúng ta thấy rằng đó là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Anh em thấy, có người nhìn Chúa Giêsu thì sẽ bị vấp ngã. Mà người Do Thái họ bị vấp ngã, người Israel họ bị vấp ngã. Cho đến ngày hôm nay, rất là nhiều người trong họ chưa tin Chúa Giêsu vì cái việc mà Chúa Giêsu đến. Chúng ta thấy các bác sĩ Đông Phương khi họ tìm Chúa Giêsu, họ đi đâu họ tìm? Họ vô thành Jerusalem, họ vô trong cung vua, họ hỏi vua dân Giu-đa mới sanh ở đâu. Trong khi đó thì Chúa ngài chọn ngài sanh ở đâu anh chị em? Sanh ở trong chuồng chiên mắng cỏ. Cho nên ai mà không tin thì vấp phạm lắm á. Vua gì đâu mà sanh, không có sanh ở trong hoàng cung mà lại sanh ở trong chuồng chiên, mà đến cái độ không có cái giường, cái nôi để nằm, mà phải lấy cái máng cho thú uống nước, rồi lót cỏ trong đó, rồi được bọc một cái miếng vải và đặt ở trong đó, thì họ bị vấp ngã. Nhưng mà đối với chúng ta là những người tin thì đây là một cái việc gì anh chị em? Theo như lời của Chúa, chúng ta được dấy lên. Tại sao? Tại vì chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu Chúa Giêsu mà sanh ra ở trong cung vua đó thì những thường dân như chúng ta làm gì đến gặp Chúa được. Cho nên Chúa ngài sanh ra ở một cái chỗ đơn sơ, chuồng chiên mắng cỏ, để cái người thấp nhất ở trong xã hội là những người trong lúc bây giờ bị kể là thấp nhất là những kẻ chăn chiên cũng gặp Chúa được. Rồi đến những người thông thái từ Đông Phương đi qua cũng gặp Chúa được tại đó. Anh cảm ơn Chúa, những người tin thì lòng cái cớ được dấy lên. Và những người tin Chúa Giêsu thì chúng ta thấy được cất nhắc lên, còn những người không tin đó thì họ bị vấp phạm về Chúa Giêsu. Người Do Thái một điều khác nữa, chúng ta thấy là họ nghĩ Chúa Giêsu là đấng Mêsia theo như những điều họ hiểu ở trong Cựu Ước. Trên cái ngày mà Chúa Giêsu vào thành thì họ lót lá của cây kè, rồi họ trải áo của mình cho Chúa đi vào. Họ tung hô Hosanna, Hosanna. Và khi vô tới nơi, khi thấy Chúa ngài bị bắt, bị đóng đinh, thì nhiều người họ bị vấp ngã. Ủa sao đấng Mêsia đến để giải cứu dân mình mà sao bây giờ bị bắt, bị đóng đinh, chết tuốt rồi. Họ bị vấp ngã. Nhưng chúng ta là những người tin thì chúng ta thấy rằng nếu không có việc Chúa chịu chết thay cho chúng ta chết ở trong tội lỗi của mình. Chúa ngài không chịu chôn, và đến ngày thứ ba ngài sống lại thì chúng ta không có hy vọng để sống lại trong tương lai. Cho nên đối với chúng ta thì lại là một cái điều dấy lên. Nên Simeon tại đây qua lời của Chúa một cách rất là chính xác tại đây. Đây là cái dấu, đây là cái cớ ở trong Israel. Còn trong trường hợp của bà Marie tại đây thì sao anh chị em? Có một cái gươm đâm xuyên qua tấm lòng của bà, đâm thấu qua lòng của người. Điều này có ý nghĩa gì?
Ngài Mary đứng dưới chân thập tự giá. Kể tới cái người con mà mình mang nặng đẻ đau. Cái người con mà được báo đó là con của Đức Chúa Trời, con của Đấng rất cao. Bây giờ bị đóng đinh, bị đánh đập, đến độ không nhận diện ra. Rồi bị đóng đinh và chết trên thập tự giá. Giống như là một cái cây gươm đâm xuyên qua tấm lòng của bà. Làm chúng ta tại đây có những người phụ nữ, các chị, các em, các chị em mà có con. Chúng ta có thể hình dung nổi đứa con của mình. Mà nếu mà mình có 2-3 đứa mà có một đứa đó thì còn có thể đau đớn thiệt, nhưng mà cũng còn có một chút cái gì đó an ủi. Nhưng mà rằng nếu mà chúng ta chỉ có một người con duy nhất được gọi là con độc sanh của Đức Chúa Trời, mà chúng ta thấy tại đây trải qua cái hoàn cảnh đó, thì đối với Đức Chúa Trời, lòng của Ngài cũng tan nét khi nhìn thấy. Và đối với Maria khi nhìn thấy con của mình như là con phần xác, thì chúng ta thấy tại đây là như là một cái kim, cái cây gươm đâm thấu qua tấm lòng của bà. Đau đớn lắm. Nên cảm ơn Chúa vì người nữ này được lời của Chúa ghi lại chúng ta là khi thiên sứ đến chào bà, hỡi người được ơn, Chúa ở cùng bà. Bà là người được ơn của Chúa. Bà là một người mẹ thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của bà Mary mà chúng ta thấy tại đây góp phần vào ở trong công việc chúng ta thấy chuẩn bị cho chương trình cứu rỗi mà Chúa Ngài đem lại để phục hồi mối liên hệ bị gãy đổ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đến một nhân vật khác nữa có mặt ở tại đó. Đó là bà Anne. Bà là ai anh chị em? Luca mô tả bà như thế nào? Theo như câu 36 đến 37. Bà là một nữ tiên tri. Ok. Ở đây thì cũng là điều quan trọng. Chúa Ngài cho ở trong hội thánh của Chúa, trong chương trình vương quốc của Đức Chúa Trời, cũng có những người nữ được Chúa Ngài đặt để vào trong những vị trí quan trọng. Ở đây bà là một nữ tiên tri. Còn gì nữa anh chị em? Bà là một người đàn bà quá. Khi bà lập gia đình thì bà ở với chồng được bao nhiêu năm? 7 năm. Được 7 năm. Rồi chồng của bà không biết là qua đời hay là ly dị, hay là, có lẽ là qua đời vì chữ quá ở tại đây, ở trong cái hình ảnh đó. Thì chúng ta không biết bà lúc là còn nữ đồng trinh, rồi lập gia đình 7 năm, rồi trở nên quá. Ngày xưa họ lập gia đình trẻ, 18 tuổi, 7 năm cộng là 25, 20 tuổi đi, cho dễ tính, cộng thêm 7 năm nữa là 27. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta để ý đến điều gì? Từ lúc bà 25, 27 tuổi, 30 tuổi đi, thì bà làm gì anh chị em? Bà vào ở trong đền thờ và cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Bà ở luôn ở trong đền thờ. Mà bây giờ thì bà bao nhiêu tuổi? 84 tuổi. Lâu lắm á. Tại sao bà ở trong đền thờ kiêng ăn cầu nguyện lâu như vậy? Theo như phần kinh thánh này thì bà cũng đã được Chúa Ngài cho bà biết để bà trông đợi một con trẻ sẽ đến. Mà tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14 đã nói. Cho nên khi ở trong cái giây phút hết sức là quan trọng đó, bà đến thì bà nói về những cớ tích của con trẻ. Cảm ơn Chúa. Ngay giây phút đó bà cũng làm gì? Theo như câu số 38. Một lúc ấy người cũng thình lình đến đó. Thình lình là sao? Thình lình là sao anh chị em? Bất ngờ. Thình lình. Nhưng mà có phải là bất ngờ không anh chị em? Không, cái chữ thình lình tại đây là bà đến một cách rất là nhanh. Cái chữ thình lình tại đây cho thấy là bà có mặt ở tại đó liền. Bà ở trong đền thờ trông đợi và đây là thời điểm rồi. Cho nên bà có mặt ở tại đó. Bà ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi bà làm gì nữa anh chị em? Nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đời. Hay không anh chị em?
bà phải là cái người chuyên môn về cái đề tài này, cho nên bà mới nói chuyện về đề tài này được chứ. Bà phải là cái người ngày đêm trong đời Chúa có thể lên đến 50 năm, 55 năm. Hay là 59 năm nếu chúng ta tính là bà có chồng lúc 18 tuổi. Một cái thời gian rất là dài như vậy, bà ở trong đền thờ không ra, kiêng ăn và cầu nguyện, chờ đợi. Và khi mà thấy con trẻ rồi thì ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với bao nhiêu người? Với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa thật là tuyệt vời. Tôi biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi khi nghiên cứu bài học này thì nó là một cái sự xác nhận nữa. Tôi thường khi nghiên cứu lời của Chúa thì tôi thấy có một cái cụm từ như đã chép rằng, hay là như lời của Chúa có chép, theo như lời Kinh Thánh. Đây là một cái nét đặc biệt của niềm tin của chúng ta. Để kết luận, Đức Chúa Trời thành tín giữ lời của Ngài đã hứa, sai phái Đấng Mêsia để bày tỏ chân lý của Ngài và để tạo nên con đường cứu rỗi. Tất cả những điều Đức Chúa Giêsu làm đều ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước, bao gồm việc Ngài sanh ra bởi một trinh nữ. Cảm ơn Chúa. Là môn đồ Chúa Giêsu, chúng ta có thể chia sẻ tin lành rằng Chúa làm ứng nghiệm lời Ngài đã hứa bằng cách ban con độc sanh của Ngài là Chúa Giêsu để hàn gắn mối liên hệ đã bị gãy đổ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để anh chị em học cái loạt bài này trong Thánh Kinh mùa hè này, trang bị cho chúng ta, để chúng ta khi làm chứng thì chúng ta không thấy là cái niềm tin của chúng ta không phải là afterthought của ai đó, một cái sự suy nghĩ nào đó du dơ của một người nào đó, hay là một người nào đó ráng cố gắng đi tìm một cái chân lý rồi giác ngộ được. Nhưng mà đây là một kế hoạch của Đức Chúa Trời ngay từ buổi sáng thế. Ngay khi Adam và Eva phạm tội hái cái trái cây của sự vâng lời xuống khỏi cây, thì chúng ta thấy Chúa Ngài đã tuyên bố với họ. Anh chị em để ý Chúa bảo gì? Ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Thật là lạ lùng, lời của Chúa báo là dòng dõi người nữ chứ không phải là dòng dõi của người nam. Cho nên Chúa Giêsu khi sanh ra phải là sanh ra bởi một trinh nữ. Chưa biết người đàn ông nào thì điều đó mới làm ứng nghiệm. Tuyệt vời anh chị em. Định nghĩa một lần nữa, tiên tri là Đức Chúa Trời là đấng đã rao báo sự cuối cùng từ thuở đầu tiên. Và đó là điều mà chúng ta hãnh diện được làm con Chúa thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng đến như vậy. Trong các mẫu đạo khác không có những lời tiên tri mà đến cái mức độ như vậy anh chị em. Đạo Hồi giáo đó thì họ có lời tiên tri của Muhammad. Ông nói rằng ông sẽ có mặt ở tại Mecca. Ông nói xong ông đứng dậy, ông xách túi, ông đi về Mecca, làm ứng nghiệm cái lời ông tiên tri. Chút nữa sau về nhóm tôi sẽ đi về nhà, rồi tôi ra xe, tôi lái xe, tôi đi về nhà chứ. Ai cũng có thể làm được. Phải không chị em? Nhưng mà 700 năm trước khi Chúa Giêsu sanh ra mà một tiên tri đến nói, tiên tri Esai được Chúa Ngài sai đến để nói với vua Acha rằng Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi và cùng nước của ngươi là xứ Giu-đa, cho nên đừng rung như là cây đứng trước gió mà hãy tin rằng Đức Chúa Trời ở cùng. Sự bình an là Đức Chúa Trời Ngài ở cùng. Lời tiên tri báo 4.000 năm trước khi Đức Chúa Giêsu nhập thể làm người, đó là ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. 4.000 năm sau việc ứng nghiệm. Ngày hôm qua chúng ta có học một cái câu gốc, một câu kinh thánh rất là quan trọng, Galati chương 4 câu 4, có ai còn nhớ không? Ok, trả lời hết cho thầy rồi. Xin có người lật câu kinh thánh đó ra thật nhanh và chúng ta đọc lên để chúng ta thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời. Galati chương 4 câu 4. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy
theo như kỳ đã chọn, cái thời điểm đã đến, cái Kairos moment của Chúa đã đến, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã, Chúa Giêsu sanh ra bởi một người người nữ. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta nghiên cứu như này, chúng ta bắt đầu chúng ta thấy giống như chúng ta ráp hình mà chúng ta thấy ráp những cái hình, những cái mảnh puzzle đó. Thì chúng ta thấy ráp cái này cái nó vừa cái gì, chúng ta ráp thì chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời báo cho chúng ta biết. Và khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta học, chúng ta thấy rằng niềm tin của chúng ta nó có một cái nền tảng vững chắc, có yếu tố của thời gian. Bao nhiêu ngàn năm Chúa Ngài báo trước điều này và ứng nghiệm một cách chi tiết. Thật là ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Theo bạn thì tại sao Đức Chúa Trời ban những lời tiên tri cách chi tiết như vậy, rồi đảm bảo các lời tiên tri được ứng nghiệm và ghi chép lại? Theo anh chị em thì tại sao? Chúa biết. Chúa muốn chúng ta biết chắc điều đó đến từ Chúa. Ok. Việc Chúa Giêsu là cứu Chúa duy nhất của nhân loại cần phải được rao bảo một cách chính xác. Điều đó quan trọng hơn chị em. Rất là quan trọng. Rất quan trọng. Cho nên Đức Chúa Trời không muốn chúng ta nhầm lẫn. Nên Chúa nghe rất là chính xác. Yeah. Trong một số người trong chúng ta đó, thì chúng ta thường đó là khi chúng ta chỉ đường cho ai đến nhà của mình đó, thì mình chỉ cách đơn sơ, kể nói đài đài chung chung đi thì họ lạc, họ cũng gọi mình à. Còn có người đó họ chỉ chúng ta đó là họ muốn chúng ta gọi là không thể nào lạc được, cho nên họ căn nhận một cách rất là kỹ. Ngoài cái vấn đề gọi là tên đường này kia, họ còn để đến những cái dấu hiệu mà mình nhìn để mình thấy nữa. Yeah. Kiểu giống như là anh chạy tới cái chỗ đó, anh thấy cái cây mận đó, anh quẹo trái cho tôi. Hay là có người anh chạy vô trong cái xóm đó, anh thấy cái đường đó, nhưng mà nhớ rằng ngay cái chỗ đó nó có cái cây xăng Chevron đó, anh nhìn anh thấy cây xăng đó, anh quẹo phải cho tôi cái chỗ đó. Thì Đức Chúa Trời Ngài không muốn con người của chúng ta nhầm lẫn về một cứu Chúa rất là quan trọng. Cho nên Chúa Ngài lên chương trình ngay từ buổi sáng thế, Ngài tiên tri, Ngài báo trước, Ngài nói rằng sẽ có một người từ dòng dõi của người nữ sanh ra bởi nữ đồng trinh. Khi Ngài sanh ra đó thì Ngài sanh ra thuộc về chi phái Giu-đa của dân sự của Ngài. Ông trong một cái gia đình của ngôi vua David, sanh ra tại Bethlehem, lớn lên làm nghề thợ mộc, chết bị đóng đinh và thập tự giá. Khi chôn thì bị kể vào hàng của kẻ dữ, nhưng mà chôn thì chôn trong mộ của người giàu. Đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Anh chị em, mình phóng tầm nhìn khắp nơi trên thế giới, không có một con người nào ngoài Chúa Giêsu người Nazareth làm ứng nghiệm những điều đó. Cho nên không thể nhầm lẫn được. Đức Chúa Trời không muốn con loài người chúng ta nhầm lẫn. Nên một trong những điều rất là quan trọng mà chúng ta cần đi đến quyết định là chúng ta phải nói về Giêsu này và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tin lành của Ngài. Đây không phải là cái chuyện như tôi thường suy nghĩ là Chúa của chúng ta khác hơn bất cả các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác họ lấy một cái cung rồi họ để một cái mũi tên, họ bắn một cái phập vào ở trong vách tường. Xong rồi họ chạy đến đó, họ lấy cái phấn họ vẽ chung quanh cái mũi tên, nó vẽ cái hồng tâm ở chung quanh đó. Họ nói đó, tôi bắn chính xác nó như vậy. Đức Chúa Trời chúng ta thì khác. Ngài vẽ cái hồng tâm trước 4.000 năm, 1.000 năm ở lời tiên tri của David, tiên tri Esai 700 năm, tiên tri Mika khoảng chừng 6 cho đến 550 cho đến 600 năm. Ngài vẽ một cái hồng tâm xong Ngài bắn cái mũi tên bắn trúng vào giữa cái hồng tâm đó. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng rao bảo cái sự cuối cùng từ thuở đầu tiên. Anh chị em, cái điều này làm cho đức tin của chúng ta vững như là đá, vững như thạch là như vậy đó. Bởi vì chúng ta được xây dựng trên vầng đá muôn đời là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tại sao Đức Chúa Trời, xin lỗi, tại sao Đức Chúa Giêsu
là đấng duy nhất có thể phục hồi mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người đã bị gãy đổ. Tại sao Chúa Giêsu là đấng duy nhất? Dạ, Ngài không có tội, Ngài không có tội của tổ tông. Ngài là đấng đến bởi sự vâng lời của Ngài mà tội lỗi của cả nhân loại được cất đi. Anh cuộc nói gì? Tại sao? Anh chị em, tại sao Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể phục hồi mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời? Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, chính Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi đó cho chúng ta. Và lời của Chúa nói rằng Ngài đã lấy chính huyết của Ngài, Đức Chúa Trời lấy chính huyết của Ngài để chuộc chúng ta về, để cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa. Còn có ai khác? Cường. Ngài là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Còn có ai khác? Dạ, không tin thì không thể nào được giải cứu và đến được với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh Dũng. Ngài là đấng mà bởi sự chết của Ngài đã xé cái bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh ở trong đền thờ để chúng ta có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Dựa trên bài học, chúng ta đi đến kết luận một cách rất là vững vàng. Và anh chị em có cơ hội để có thể trình bày cho những người xung quanh của chúng ta một cách thật là vững vàng về cái địa vị không ai có thể thay thế được và cũng không ai có thể làm được công việc của Đức Chúa Giêsu. Đó là Ngài là cứu Chúa duy nhất của nhân loại và chúng ta phải tin để được cứu. Ngài là giải pháp duy nhất để đem lại cái sự hàn gắn cho mối liên hệ đã bị đổ vỡ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta hãy dâng lời cảm ơn Chúa vì điều chúng ta khám phá được từ trong lời của Chúa cũng như phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Và chúng ta chọn ở trong thời giờ này một người để đại diện lớp của chúng ta và chia sẻ với Thánh Kinh mùa hè điều chúng ta học được trong buổi tối hôm nay. Điều chúng ta học được trong bài học của tối hôm nay. Ok, chúng ta còn giữ theo cái luật của ngày hôm qua không? Dạ. Yeah. Ai ngồi hàng chót sẽ được mời lên đây làm chứng. Ok. Các em đã chờ chúng ta cho nên chúng ta thống nhất như vậy đi ha. Rồi, như vậy thì anh Dũng hay là chị Loan? Thôi chị Loan nên Dũng có năm trước có nói rồi, bây giờ đến chị Loan đi. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em để chúng ta tiếp tục sống ở trong phước hạnh, ở trong ơn của Chúa. Và đặc biệt, chúng ta tối hôm nay về nhà cũng như ngày mai cầu nguyện thật nhiều. Vì tối mai là cái buổi mà tin lành của Chúa sẽ được chia sẻ ra cho các học viên của Thánh Kinh mùa hè. Và hàng năm thì có các em mới đến học Thánh Kinh mùa hè tuyên xưng đức tin của mình, bởi vì các em được nghe tin lành của Chúa. Ngày mai có tính cách nghiêm trọng của nó, cho nên chúng ta chuẩn bị giúp đỡ các em. Sự có mặt của chúng ta tại đây cũng có lợi ích rồi trong công việc chúng ta học lời Chúa chung với nhau. Và trong cái cơ hội này mà tôi có thể đứng để cùng học lời Chúa với anh chị em một cách chậm hơn là giảng khích lệ, những bài giảng khích lệ động viên anh chị em, mà là dạy cho anh chị em lời Kinh Thánh chúng ta cùng nghiên cứu với nhau. Thì chúng ta nấu nướng, chúng ta phụ giúp vấn đề trang trí để tạo một bầu không khí cho các em có cơ hội để nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa. Thì ngày mai này là cái giây phút quyết liệt và chúng ta cầu nguyện để như là một cái bảo sanh viện, ngày mai sẽ có các em được sanh ra, được sanh vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhớ cầu nguyện với chúng tôi trong việc đó. Chúa ban phước trên anh chị em và chúng ta sẽ cùng hiệp với các em đem lời tặng Chúa về điều mình học được ở trong ngày hôm nay. Các con có thể vào. You can come in.